kêu đấy nè. Hello mọi người. Tình, hãy nhìn xem. Hôm nay có rất nhiều thứ hay ho trong cái live này luôn. Xin chào chị Mơ Vũ ạ. Đẹp lắm. Vét kẻ rất là đỉnh luôn ạ. Giá mềm siêu. Đẹp lắm. Bao nhiêu rồi? Dạ đen vào đây giá chỉ tầm 220-250 cho ngày hôm nay thôi. Yên tâm. Yên tâm là đẹp đỉnh luôn. Ôi coi như này các bà, size mò này, không lên thì biết bao giờ mới lên được. Đẹp lắm, dày ấm như một áo phao luôn này. Bây giờ chị Miễn Ánh ạ, em mọi người vào đi thôi. Chốt áo đỏ được không ạ? Được. Chốt thôi, cứ lên mã thôi. Ok, 150 mắt em sẽ like luôn. Mà cũng không nhiều là lên luôn. Hôm nay chỉ có khoảng 20-30 em lông thỏ thôi. Nó dẫn vào đây thì em cứ để bằng giá cho mọi người, chỉ giảm hơn 200 cho mọi người tha hồ mà săn. Bởi vì là năm nay em không làm được lông thỏ nhiều ấy. Năm nay em không làm được lông thỏ nhiều ấy. Cho nên là em bán giá rẻ luôn. Xin chào chị Thúy CN nhá. Xin chào chị Phạm Xuân. Ôi, hôm nay là số dạ ngắn mà. Hôm nay không có dạ dài đâu. Toàn dạ ngắn thôi. Ôi, con lông thỏ này à. Đẹp vãi chưởng ra. Dạ ngắn mà. Hôm nay có vét ngắn đấy. Chủ yếu là vét ngắn đấy chị ơi. Vét nhiều, vét kẻ đẹp. Và số like này là không có hối hận đâu. Đây, ôi. Hơn 200.000 của em thôi. Là giá thị trường nhá. Vét hôm nay đẹp tuyệt vời hơn trời luôn. Vét ngắn hay gì nào? Vét crop top hay gì nào? Vét này là tính vét ngắn hay vét dài? Cái vét em đang mặc có thiết kế tính là các chị tính là vét ngắn hay vét dài để em còn biết, để em còn tư vấn cho mọi người. Em mã dạ đen ngắn nãy đi ạ. Xách lông thỏ đi chị ơi.
này, con đi em đang mặc chất dạ nó mới đẹp này, nhìn mặt nó căng như này mà. Trong trần nhá, dày lét căng luôn này. Có vét mỏng thu ấy chị Quý Trinh ạ, nhưng mà không nhiều đâu. Vét crop top không phải trong số line này. Vét crop top mọi người phải sang dạ tít mới có nhá. Vét ngắn crop top phải sang dạ tít chứ không phải là số line này đâu. Số line này vét ngắn rất ít luôn. Bởi vì sao? Cái chất như này này, mọi người hình như hầu như là chưa làm. Sang năm mọi người, bây giờ sang năm, năm nay hot thì sang năm mới có. Cái đỏ em ơi. Ok. Chứ còn bây giờ chỉ có vét này thôi. Nếu mà mọi người tìm vét crop top trong số line này thì không có. Chắc chắn luôn là không có. Và không các, có vét crop top chị ơi. Các không có luôn, trừ khi mọi người làm hàng Nhật nhá thì sẽ có. Hàng Hàn cũng không có luôn. Vét crop top hơn năm nay chưa có. Mọi người cứ đi tìm thôi. Còn lại nhà nào có thì mọi người săn thôi. Còn nhà em năm nay vét crop top chưa có. Không ai hỏi vét crop top nữa, không có. Lên đi chị. Nếu mọi người săn vét crop top phải vào dạng tuyết thì nó mới nhiều. Và đây là dạng ngắn nhất. Nó sẽ lấn một ít dạng tuyết thì nó không nhiều đâu. Nó là dạng thường. Dành cho chị nào không thích dạng tuyết. Nhiều mọi người, nhiều chị bảo là dạng tuyết nó cứ sở nó cứ sần sần tính thích. Chị thích dạng mịn, dạng ép các thứ thì mọi người vào số line này. Ok chưa? Vét em mặc. Đoán xem. Đoán xem. 199 có đâu được không? mọi người cho em xin một hai lần chia sẻ được không? Lâu lắm rồi em chả được mọi người chia sẻ livestream gì cả. Lâu lắm em chả được mọi người chia sẻ livestream gì cả, em buồn quá. Đẹp chưa, đẹp chưa? Lên dạ, lên lại cầm đi ạ. Dần dần sẽ lên, dần dần sẽ lên. Xin chào chị Tâm Quất, xin chào chị Nguyễn Trang. Rồi dối dạng ngắn lên mọi người không săn thì đúng là tiếc ngắt luôn, dạng ngắn đẹp lắm, dạng ngắn ít ạ. Cảm ơn chị Hồng Nguyễn đã tặng sao nha. Xin chào chị Nguyễn Thanh Thanh ạ. Ok, em sẽ like luôn không muộn nhá. Em đầu tiên em mặc là dành cho các chị size L luôn ạ, 55 đến 60 cân nhá. Mặc đánh size L đấy ạ, chất đẹp lắm, dạ căng luôn này. Răng sói á, 55 đến 60 cân. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân cho em này. Em này em lấy mọi người 199. Đẹp chưa? Mã số là 884. 199, mã là 884 cho em. 199.000, mã 884. Chất dạ không đẹp không lấy tiền. 199.000, mã là 884 cho em nhá. Nên con đen ngắn lại đi shop. Đen ngắn nào nhỉ? À con ở đây hả? Con này đúng không? Con này đúng không? 884 cho chị Huyền Nguyễn Thị. Huyền Nguyễn Thị Minh nhé. Em này em mắc đánh size M cho em nhé. Lông thỏ màu đen siêu chất ạ. Size M cho em, size M nhé mọi người. Đẹp lắm. Size M cho em nhé. 48 đến 55 cân này. Em này 220, mã là 521. 220, mã số là 521 cho em nhé. 220, mã 521 cho em này. Ôi con vét này đẹp tuyệt vời luôn ạ. Người phải nhìn cái mặt dạ này, cái form vest ấy rất là đẹp luôn, trong trần hết này. Mã của nó đánh size M. Lên mã cho em nhá. Em này 521 cho chị Quyên Lê. 50 cho đến 56 cân này, đẹp chưa? 50 đến 56 cân. 56 cân quay đầu mà đẹp, chất form vest cực kỳ đẹp luôn. Nó là vest dạ đấy ạ. Vest dạ kẻ đấy ạ. Dòng này tập hợp lâu lắm. Em này mức giá của nó là 220 nhá. Mã là 753. 220.000, mã là 753. Con đỏ đúng không? Em đỏ nhá, siêu đẹp luôn này. Em này ạ, à, các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân này, size L cho em nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này 220, mã số em này là 963. Vừa rẻ vừa đẹp. Con này nhá. Ô, con này size M em lấy 250 nhá. Em này các chị 50 55 cân, siêu đẹp luôn này. Chỗ sóng đâu đấy? Rất xa ra. Em này các chị 50 55 cân nhá, lông thỏ mượt luôn ý. Em này 250 nhá, mã là 735. 250 mã 735 con xanh này. Con xanh này size L cho em này. Ô con này không L đâu ạ. Em này ạ,
đẹp chưa? Các chị có cân nặng tầm từ 45 đến 52 cân rồi. 735 cho chị La Si Trần. 52 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 250, mã số là 45. 250, mã số 45 cho em này. Đẹp. Đẹp này nhá. Dày và đẹp vô cùng. Chị luôn. Ơi, mạng có làm sao đâu ạ? À? Chị thoát ra bảo lại đi ạ. À? Mắc đánh sai em màu cho em. 48 đến 55 cân nhá mọi nhá. Chất đẹp lắm. 55 cân quay đầu mặc đẹp dưới 55 cân nhá. 45 cho chị Dung Trần. Trần hết bên trong ạ, 250, mã là 768. 250, mã là 768 cho em nhé mọi nhá. Đây. Mọi em vest lại size L nhá các chị ơi. Form vest đẹp lắm. Mọi người nhìn mặt dạ là mọi người biết là nó rất là ổn luôn ấy. Em này mắc lại size L nhá. 55 đến 60 cân này. Đẹp chưa? 55 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Dưới 60 cân nhá. 250, mã là 818. Rất siêu đẹp luôn nhá. 250, mã số là 818 này. Xinh quá, xinh quá. Con này là như tuyết luôn, như là lông thỏ. Đẹp chưa này? Em này các chị size dưới 50 cân ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 50 cân quay đầu mặc xinh thôi ạ. 250, mã là 701. 250.000, mã số là 701 cho em này. 250k, mã số là 701 cho em này. Tiếp theo em này mắc đánh size M nhá, dạng ngắn này. 75 suốt rồi em. Em này 48 đến 55 cân cho em nhé mọi người, chất đẹp quá. 48 đến 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này 250, mã là 708. 250, mã số là 708 cho em ạ. Nhìn con vest kẻ này đẹp quá này. Vest này ạ, à, mát đánh size S cho em nhé mọi người. Mát đánh size S cho em nhé mọi người, xinh quá này. Em này các chị có cân nặng size ạ, 45 đến 50 cân nhá. Em này 250 ạ, mã số là 729 ạ, chất đẹp ạ. 250, mã số là 729 cho em ạ. Tiếp tục nhé mọi nhá. Mọi người thích form kiểu gì báo em nhá. Đó, để em lên. Ui đây này, chất vest này à. Bên em là hàng si hàng đã qua sử dụng ạ. Chất vest này này mọi người ơi, trần hết bên trong này. Em chưa làm lông cừu đâu, thỉnh thoảng đây lẫn một hai con thôi. Em này các chị có cân nặng 47 đến 52 cân nhá. Đẹp chưa? 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 52 cân này. Em này 220, mã số là 801 này. Siêu đẹp luôn. 220.000, mã là 801 cho em. 220.000, mã là 801 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo ạ. Em này nó là vam vest thiết kế, mã của đánh là size M cho em nhé mọi nhá. Vest thiết kế mã đánh size M cho em. Đẹp thế nhỉ. Em này các chị 50 đến 56, 57 cân nhé mọi người ơi. 50 đến 57 cân ạ. 57 cân quay đầu mặc đẹp dưới 57 cân nhé. Em này mức giá của nó là 220.000, mã là 702. Có phát đặt crop top không? 200. Không. Hôm nay không có phát đặt crop top nhé. Bản này em chưa update đâu mọi người ơi. Đó, em này nhá. Chất đẹp chưa? Cổ lông nhá mọi người nhá. Tay sắn nhá mọi người nhá. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 50 cho 55 56 cân nhá. 56 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này 250 ạ, mã số là 868 ạ. 250, mã số là 868 cho em nhá. Ôi em vest lại đẹp chưa này mọi người ơi. Xịn luôn nhá, mác đánh size L cho em. Mác đánh size L cho em nhé mọi người nhá. Nhìn cái lót của nó thấy xịn rồi ạ. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân nhé mọi người nhá. Còn chưa được cắt xiết luôn ạ. Mới lắm. Cái mặt dạ của nó căng luôn ấy. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 60 cân này. Em này em lấy mọi người 250, mã số là 982. 250. Có XL không? Có XL nhá chị ơi. Vừa đi làm về đã lao vào ngắm trâu. Sao để ý được comment như thế nhá. Đây, em này nhá mọi người ơi. Đẹp chưa? Có cúc dự phòng các kiểu luôn ạ. Hàng của Hàn size 55. Hàng của Hàn size 55 size S nhá. 45 đến 50 cân. Huyền Trang Nguyễn. 45 đến 50 cân nhá. Hàng Hàn xịn nhá. Cúc dự phòng đầy đủ ạ. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 50 cân này. Em này 250, mã là 914. 250.000, mã số là 914 cho em nhá. 250.000, mã là 914 cho em nhá mọi người nhá. Đây là có một em dạng ngắn này. Em này ạ, chất của nó như là nó có theo nhá. Chất của nó mượt như là kiểu
nhung ấy. 914 cho chị Hướng Dương. Size S cho em nhé mọi người. 982 à? 982 em chưa. Size S nhá, 40 50 cân ạ. À. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 ạ, mã là 947. 250 mã là 947 cho em nhé mọi người. 250 mã số là 947 cho em nhé mọi người. Nhiều vết đẹp lắm. Ơ, đây là một em hãng nhá mọi người nhá. Trong của nó đây. Đó. Oversize. Em này ạ, 50 cho đến 60 cân đẹp này. 50 đến 60 cân nhá, lên form vest rất đẹp luôn. 50 60 cân nhá. 250 mã là 237. 250 mã là 237 cho em này. Ô con lông thỏ lót này đẹp quá này. Ấm ơi là ấm luôn ý. Vừa lông thỏ bên ngoài vừa lót lông bên trong nhá mọi người nhá. Đó, một khuy như này này. Em này các chị cân nặng tầm từ 45 cho đến 55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Ấm ơi ấm ý. Mà chất nó mềm đẹp lắm, không dùng lông đâu. 250 mã là 751. 250 mã số là 751 cho em nhé. Tiếp theo mấy em dạng ngắn ạ. Mắc đánh size M cho em nhé mọi nhá. Dạng ngắn mắc đánh size M cho em nhé. Em này các chiều cân nặng tầm từ 47 đến 53 cân nhá. Xinh chưa? 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Dưới 53 cân này. Em này mức giá của nó là 250. 250 mã là 841. 250 mã số là 841 nhá, mới cứng luôn. 250.000 mã số là 841 cho em này. Chị làm được con vest xịn này ạ, à. Con này có lắc vàng ở cổ luôn nhá mọi nhá. 237 cho chị Phan Thu. Nát đánh size S ạ. À, 70% của lông cừu ạ, vàng dạ xịn luôn này. 841 cho chị Thủy CL. Em này size S nhá mọi nhá. Lông cừu này. Em này 45 đến maximum 52 cân nhá. Em này mức giá của nó là 250, mã là 745. Chị ơi con này 60 cân như chị là mặc được ấy. Chị Thủy CL bao bao đủ địa chỉ. Chị Xuân Bắc Linh thôi, con 751 đấy, 60 cân vừa ạ. Tiếp theo nhé mọi nha. À, em này có một em vest mùa thu nhé mọi nha. Nhưng con này rộng quá, con này của nam. Nam. 745 cho chị Trang Si. Tiếp theo này, vest nhé mọi nha. Kẻ đẹp chưa? Kẻ nhỏ xinh xinh thôi ạ. 55 đến 60 cân nhé. 60 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 60 cân này. Em này mức giá của nó là 250, mã là 944. 250, mã là 944 cho em nhé. 751 cho chị Xuân Bắc Linh. Size mát đánh size mò cho em nhé. Kẻ nhỏ, chất dày ạ. Em này ạ, 50 đến 55 cân cho mọi người nhé. Chất đẹp ạ, dày dặn lắm. 50 đến 55 cân, nó không phải mỏng tang đâu, nó dày ạ. 50 đến 55 cân nhé. 250, mã là 738. 250, mã là 738 cho em này. Con này thì siêu đẹp luôn ạ. Một em vest này mắc đánh size L cho em nhé. Mắc đánh size L cho em này. Úp mạ vàng nha. Em này các chị 55 đến 60 cân này. Phong đẹp lắm. Thì con vest lại đỉnh. 55 đến 60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp dưới 60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 250. Mã là 789. 250 mã là 789 cho em nhé. Tiếp theo size M cho em nhé. Form vừa phải rất là đẹp luôn. Cái mặt dạ của nó ghi này này mọi người này. Mặt dạ của nó như vậy này, đẹp. Em này ạ, 40. Em này 45 đến 50 cân size S rồi. 50 cân quay đầu nhá, dưới 50 cân này. Em này mức giá của nó là 250, mã là 896. 250, mã số là 896 cho em nhá. Con hồng size S này xinh quá này. Size S cho mọi người nhá. Em này ạ, à, xinh chưa? Các chị có cân nặng tầm 47 đến 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 mã là 915. 250 mã là 915 cho em. Không những đẹp mà giá cực kỳ hợp lý rồi. Em này mát đánh size M nhá, chất dày dặn và siêu đẹp luôn. Này, trần hết cả bên trong dày dặn luôn ạ. 944 cho chị Duy Sang Sang. Đẹp chưa? Em này các chị 50 đến 57 cân nhá, nhìn dạ lét căng luôn. 50 đến 57 cân mát đánh size M cho em ạ. 250 thôi, mã là 762. 250 mã là 762 ạ. Đây là một em thiết kế size L cho em nhé. Cái dạng của nó đẹp tuyệt vời. Size L nhé, trong trần hết, dày dặn và rất là đẹp luôn. Em này các chị 55 đến 60 cân nhá. Đẹp chưa? Ấm lắm. 55 đến 60 cân, 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 mã là 807. 762 cho chị Lam đây. Đấy ạ, chị nào mà thích form vừa phải, không quá dày, kẻ màu xanh nhá mọi nhá. Đây, kẻ nó đây, đẹp chưa?
đầy đủ mát, căng mát luôn. Em này ạ, à, các chị có cân nặng size tầm từ 60-65 cân, màu xanh nhá. 60-65 cân ạ, à. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, má là 780. 250, má là 780 cho em nhé mọi nhá. Nhiều quá, chưa biết bắt đầu từ đâu. Ui kẻ này, cái những cái áo kẻ của nó ra trông đẹp lắm, lét lẹt luôn đấy. Em chỉ làm được một số này, cũng nắm được một số nữa thôi. Size S ạ, vết kẻ này em nó ít. 40-50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp, dưới 50 cân này. Em này mức giá của nó là 250, mã là 972. 250.000, mã số là 972 cho em nhá. Toàn màu đẹp thôi, trong trần chám hết nhá. Em này các chị 60-65 cân nhá. Kẻ đẹp chưa? 60-65 cân ạ, à. Dưới 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, má là 835. Ôi. Em này ạ, à, chất liệu của nó mát đánh là size S cho em nhá. Như kiểu hàng Nhật ý mọi người ạ. Có kẻ răng xoáy 5 cân không xốp. Có đấy, đầy đủ các loại nhá. Em này các chị size có cái nặng 45-50 cân nhá. Chất nhẹ và rất ấm luôn. 45-50 cân size S cho em nhá. 250 ạ, à, má là 759. Đây răng sói đây, nhưng mà em không biết là bao nhiêu cân nhá. Ôi trời, con răng sói này các chị size XL cơ. Em này các chị là có cân nặng, đẹp lắm nhưng mà cái này 60-65 cân, mát đánh size XL. Đẹp chưa? 60-65 cân nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp này. 250, mã số là 874. 250 mã 874. 250 mã 874 cho em nhá. Em này là một em có túi bên trong nhá, mát của nó đây. Size 34 à? Vai vuông nhá mọi nhá. 874 cho chị Hạnh Nhi. Em này 55-60 cân. 55-60 cân nhá, đẹp lắm. 250, má là 847. 250, má là 847. Nó không chỉ có một màu đâu, nó có nhiều màu, nhiều loại đấy. Mà chất nó dày đẹp đấy mọi người. Đây em này lại phi size nhá. Em này à, không có đánh size, mát có đánh lại unisex ạ, chị nào mặc được form unisex. Cái vai và tay của nó rất vừa nhá mọi nhá. Vai và tay rất vừa, còn cái thân ở dưới mọi người. 789 cho chị Thu Hà. ML cho em ạ, 50-60 cân nhá, dạng mượt luôn. Em này mức giá của nó là 250, mã là 948. 250. Ui vét màu xám siêu đẹp luôn. Vỡ một cúc ở đây bọn em sẽ bổ sung cho mọi người nhá, nhưng mà đẹp lắm. Chất dạ ép form cứng căng luôn ấy. Bé đi. Em này các chị có cân nặng 47-52 cân. Siêu nhờ, đẹp nhờ. 47-52 cân, 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá 250, má là 821. Lên treo lốt cho chị cái chỗ này lên đây. Em này là một em dạ lót lông nhá. Dòng này mọi người đang mua giá 350 đúng không? Dòng này mọi người đang mua mức giá 350 đúng không? Lót lông hết này. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân. Đây, lấy chỗ này trước. Đi vào đây. Dạ lót lông nhá, em lấy một người 250. Chị Thanh thôi. 50-60 cân, em lấy một người 250, mã là 715. Lót lông ấm lắm. 250, mã là 715. Ôi, cái con vest này thì à, các bà size M lên form luôn nhá. Size M nhá mọi nhá. Trần hết bên trong ạ, dày và rất đẹp. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn ý. 48-55 cân này, siêu đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 250, má là 895. 715 cho chị Kiên Đặng. Đẹp chưa, đẹp chưa? Em chỉ làm được một số này thôi. Em này size nhỏ rồi. Em này nhá, kít. Bé nhà chị nào cân nặng tầm từ 34-38 cân. Maximum là 40 cân, nhưng 34-38 cân là đẹp nhất. Em lấy một người 160 nhá, lông thỏ đấy ạ. 160 của các con nhá, mã là 974. 895 cho chị Hoa Kiều. Đây là một em vest tuyết này, đẹp lắm mọi người ơi. Con vest tuyết này thì đỉnh luôn nhá mọi nhá. Mác đánh size S cho em ạ, dày và rất chắc luôn, trông sang lắm. Vest tuyết này size S nhá mọi nhá. Em vest tuyết này các chị có cân nặng size tầm 47-50 cân, siêu đẹp luôn. 250, mã là 724. 250 mã 724 ạ. Cái này gom khó cực kỳ luôn, max size M nhá. Mọi người nhìn phải nhìn mặt dạ của nó mới đẹp ý.
xem mờ rồi xem. 48 đến 55 cân các bạn nhá. 48 đến 55 cân. Vừa phải thôi. Em này mức giá của nó là 250, mã là 766. 250 mã 766 ạ. Em viết đi này. Trời ơi mọi người nhìn nhá, chất đẹp chưa? Mác đánh size M cho em nhá. Con này các chị 47 đến 52 cân là đẹp nhất luôn. Kẻ đẹp nhá. 47 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 766 cho 250 mã là 419. 250 mã là 419 cho em này. Ui, toàn những con kẻ gọi là độc xịn luôn. Mọi người nhìn qua cái lước hàng này mọi người biết là hàng gì rồi đúng không? Em này các chị 50 cho đến 60 cân này, đẹp thật. 50 đến 60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. Cái loại này trên thị trường không làm được đâu. Nó thật đấy, tập hợp vào một kiểu một số loại cái này khó như lên trời. 250 mã là 783. Mã đánh size M này, siêu đẹp nhá mọi nhá. Lót này, cẩn thận vô cùng. 48 đến 55 cân nhá mọi nhá. 48 đến 55 cân ạ, đẹp chưa? 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 mã là 288. 250 mã là 288. Con vét kẻ như này thì còn gì mà bàn phải bàn nữa đúng không? Đẹp quá đi. Chần chờ gì nữa. 766 quá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50 đến 55 cân. 50 đến 55 cân ạ, đẹp lắm. 50 đến 55 cân nhá. Mức giá của em này là 250 thôi. Mã số là 720 này. 250 mã số là 720. Đẹp. Mê hồn luôn. Tiếp theo các bạn nhá. Mác đánh size S cho em này. Mác đánh size S nhá. Chị ơi, đầu áo từng giá từng chiếc một đây ạ. 250.000. Size S nhá mọi nhá. 720 cho chị Anh Thư. 40 50 cân ạ. À. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 mã là 985. 288 tâm quân. Chốt đi, tôi đã bảo rồi tôi làm thỉnh thoảng tôi làm được một số thôi, không có nhiều như mọi người nghĩ đâu. Chị ơi, hôm nay tầm dạ ngắn mà chị ơi. Dạ này à, khó kiếm như lên trời luôn. Em này ạ, à, oversize nhá. Em này các chị 50 cân đến 60 cân là đẹp. Kẻ đẹp chưa? 50 đến 60 cân. Thề mọi người luôn là làm cái này khó vãi trưởng luôn ấy. Tập hợp mãi được một kiện luôn. 985 cho chị Nguyệt Dương. Em này mức giá của là 250, mã là 725. Mọi người cứ đi tìm xem ra cái hàng mà để dạ hết thì khó, dạ kẻ hết. Khó lắm. Mác đánh size M nhá. Mà toàn hàng tem mác lụa như này. Bây giờ tao tâm tổn phúc quá. Em này 48 đến 55 cân nhá. 55 cân quay đầu mà đẹp size M nhá. Kẻ siêu đẹp luôn ạ. 250 thôi, mã là 908. 250 mã số là 908 cho em nhé mọi nhá. Đây nữa. Mác đánh size M nhé mọi nhá. Mác đánh size M. Em mác đầy đủ. Có thấy chị đang kiểu mi đấy à? 48 đến 55 cân nhé mọi nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp này. 250 mã là 871. Chân váy của Châu. Chân váy của em để lại đây này. Em này là mấy em áo kiểu nhá. Cái chị size to là mặc 908 cho chị Thiên Lam. Em làm kẻ cho mọi người nhiều á, à, đến lúc người ta ghét em luôn. Em này các chị có cân nặng 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ. À. Mức giá em này là 250, mã số là 964. Ôi. 871 cho chị Trần Trang. Tiếp tục nhá mọi nhá. Đây mà em dặn kẻ sáng ạ, à, size S cho em nhá mọi nhá. Size S thôi. Mát đánh size S, chất dày dặn lắm, trong hầu như trần hết luôn ạ. À. 45 đến 50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp dưới 50 cân này. 250, mã số em này là 872. Em ơi em đẩy đẩy cái này vào đây này. Dạ này mình cứ lấy đi nó cứ mịn mà nó cứ phẳng căng ra như này. Mác đánh size L cho em nhé. Không. 55 đến 60 cân nhá bạn nhá. Đẹp lắm, mịn lắm. Sờ cái chỗ 872 cho chị Thúy Lành Nguyễn. 55 đến 60 cân ạ. À. 250 mã là 906 mọi người nhận mọi người chịu ưng thôi. Em nói thật đấy. Em này một em size XL nhá, nó có đầy đủ cúc. Mà cúc tay này, phần cúc này nó bị vỡ và em sẽ bổ sung cho mọi người và có đai luôn, lên form cực kỳ đẹp. Cái này mặc với chân váy ngắn là đẹp nhất. Có đai đi kèm luôn mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 62 63 cân là xinh lắm ạ.
576263 cân nhá. 250 chị Mon. Mã số là 875, độ mới gần như live lưu luôn. 875 cho em nhé mọi nhá. Đây. Vest này size M cho em nhé. Vest này là vest thu, em lấy mọi người 220. Đố thị trường giá bán vest kẻ thu là 220. Em này các chị chỉ S được 40 là 48 cân nhá. 220, mã là 761 à. 220, mã số là 761 cho em. 875 cơ chị Trần Ngọc. Xinh xuất sắc luôn này, cái chất dạng của nó đây ạ. Size 165 là size của kit nhá mọi nhá. Em lấy 160. Em này bé chị nào cân nặng 40-48 cân các bé ạ. Người lớn có thể mặc được ạ. 160, mã số 900. Người lớn có thể mặc được nhá. Ui. Mọi người ơi, mọi người không nhìn nhầm đâu. Đây là một em lông thỏ trắng tinh nhá, siêu sang chảnh này. Lông thỏ trắng nhá, có rút eo. 250 nhá mọi nhá. Em này ạ, à, ML 50-60 cân nhá. 250, lông thỏ trắng nhá. Mã là 920. 250, mã là 920 cho em nhá. Ôi, con kẻ này thì lại yếm quá. Mác đánh size M cho em nhá. Mặt dạ kẻ đây ạ. Con họa tiết cuối xả bạn thôi. Ok chị. Em này 48-55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá của nó là 250. Mã là 905. Họa tiết cuối xả đây ạ. Cái sài xem là của người lớn hay trẻ con nhá. Sợ của trẻ con à, người lớn mọi người ạ. Em này ạ, kíp 35-40 cân các con ạ. 150, xinh quá này. Các chị có 48 cân quay đầu có thích thì lấy thôi. Dưới 45 cân nhá. Dưới 45 cân ạ. Em này ạ, em này mức giá 150 ạ. Mã là 304 của trẻ con. Ui, răng sói đấy các bà ơi. Mác đánh size M nhá. 995 cho chị Võ Hồng. Răng sói ạ. Anh. Em này ạ, 48-55 cân, dưới 55 cân nhá. 304 cho chị Mã. 250, mã là 229. 250, mã là 229 cho em nhá. Đây. Trời ơi, răng sói nhỏ nhá, chất rất là đẹp luôn. Size S thôi mọi người ơi. 45-50 cân nhá. Form siêu đẹp luôn. 45-50 cân ạ. À, dưới 50 cân nhá. 250, mã là 714. 229 cho chị Tuyến Nguyễn. 250, mã 714 ạ. À. Em này là một em dáng mác đánh size S cho em nhá. 40-48 cân này. 40-48 cân, dưới 48 cân nhá. 250, mã là 986 này. 250. Mã 986 cho em nhé mọi nhé. Tiếp theo là em vest mùa thu nhá. Em này của Fula. Dáng của nó là dáng blazer nhá. Size 36 của Fula. Fula là em lấy 1-200 nhá, hàng mùa thu. Em này ạ, 47-52 cân của Fula nhá. Dưới 52 cân này. Em này mùa thu 200.000 thôi. Mã số là 883, siêu đẹp ạ. 986 cho chị Lương Phương Lan. Mã số là 883 cho em. Em này size to nhá mọi nhá. Ui, con này có đai đi kèm và thêu luôn này. Thêu hết ở đây nhá. Cho chị Nguyễn Quyên. Em này ạ. Các chị có cân nặng tầm 57-63 cân, có đai đi kèm nhá mọi nhá. Xinh quá. Thêu ở sau này. Em này mức giá 250 thôi. Mã số là 769 này. 250, mã là 769 nha em này. Ôi là size M nhá mọi người ơi. Trong của nó là trần siêu sướng luôn. Kẻ này. Em này ạ. Em này các chị size 50-60 cân ạ. 60 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 869. 250, mã là 869 cho em nhá. Đây là em định mặc con này ngay từ đầu live. Vì sao? Cái chất của nó nhìn nó khác biệt lắm. Nó kẻ xanh nhá. Kẻ nhưng mà có phối xanh luôn ấy. 976. Không có 976, đấy là 769 anh không? Mác của nó đại hàng Korea. Mác của nó đánh ra size to luôn ạ. Em này các chị có cân nặng 57-62-63 cân. Dưới 6 57-62 cân nhá. Em này em giá 250. Mã là 824. 824 cho em này. Dạ kẻ màu nâu lắm ạ nhá. Em này ạ,
48 đến 53 cân. 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 736. Chị em chốt rồi chị ơi. Mã 736 cho em nhé. 250 mã 736 cho em này. Tiếp theo nhá. 824 cho chị Kim Anh Võ. Kẻ này đẹp quá này, còn đai đi kèm nhá mọi nhá. Còn đai đi kèm nếu mọi người thích. Em này không có ghi sai đâu ạ. Em này ạ, ML mặc đẹp cho em nhá. 50 60 cân có đai đi kèm nhá. Dưới 60 cân ạ, 250, mã là 954. 250 mã là 736 cho chị em Thỏ. Nhiều vét kẻ đẹp lắm mọi người ơi, nhưng mà em chỉ like số này thôi, số sau em không có vét kẻ đâu ạ. À, có một con áo lông đây này mọi người ơi. Em này size S nhá. 40 đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này 250, mã là 770. Có một con áo lông duy nhất này. Nó dày lắm, mọi người có thể dây thấy rất nhiều nhà bán nhưng mà để dày và cái lông nó mượt ấy và chất dạng nó xịn ấy thì chắc con này là thường hạng A rồi. Em này các chị size 48 đến 55 cân nhá, đẹp lắm. 55 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Rồi 250 rồi. 77 mã là 975. Trà Minh Nguyễn. 250 mã là 975 cho em nhá. Đây này. Size L cho em nhé mọi nhá. Em này 55 đến 60 cân ạ. 55 đến 60 cân nhá. 250 mã là 763. Đỏ thiệt số. Đỏ nào. Ui này cái chất dạ này mới gọi là đỉnh nhá. Size L cho em này. Mọi người nhìn mặt dạ của nó đây. Không thể chê được luôn nhá. Em này 55 đến 60 cân nhá. Mặt dạ của nó mặt dạ kiểu như bạn Nhật ý ạ. 55 đến 60 cân nhá. 250 mã là 949 ạ. Đỏ này á, đây là đỏ cam. Không à, không sử dụng, không phải đỏ cam. Đó là màu bã trầu ấy. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 60-65 cân nhá. Còn chưa cắt xiết luôn ấy. 60-65 cân nhá. 250 mã là 973. 949 thôi chị Kim Anh Võ. 250 mã là 973 cho em nhé mọi nhá. Mà em dạng ngắn siêu đẹp luôn ạ. Ôi màu này. Kiểu form chất luôn ạ. Không kiểu nhá mọi nhá. Chín bảy ba cho chị Nguyễn Huyền. Em này các chị 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân này. 250 mã là 916 ạ. Hiểu không? 250 mã 916 cho em này. Đây các bà ơi, nhìn về mặt dạ nè. Sướng chưa? Em này các chị 60-65 cân ạ. Đẹp quá, mà size XL này mọi người ơi. Các chị size XL lấy khẩn trương. 916 cho chị 60-65 cân nhá. Em này 250 mã là 823. 250 mã là 823. Với Nguyễn Thanh Bấy góp đầy đủ số điện thoại, địa chỉ. Người ơi, nó sẽ có lẫn cả những em như thế này nhá. Cổ của nó, khối lông này. Trong mắt lông này. Nhưng mà số lượng con này là sẽ không nhiều đâu. Thế nên là mọi người khẩn trương nhá. Em này các chị size tầm từ 48 đến 53 cân nhá. 250 mã là 782. Lương Lụ có phòng 45 cân không? Có phòng 45 cân. Ôi, kẻ xanh như này thuộc dòng hiếm hẳn luôn. Chị Lương Ngụ khách kẻ mới đây, anh có đầy đủ số điện thoại địa chỉ đi ạ. Mọi người khách mới cho em xin thông tin nhá. Em này ạ, 45 đến 50 cân nhá, dưới 50 cân này. 250, mã là 331. Giá hợp lý hết sức có thể rồi đấy. Đây ạ, một em này chất dạ đẹp lắm. Mác của nó đánh size M nhá. Mác của nó đánh size M cho em này. Em này 48 đến 55 cân nhá. Tuyệt vời. 48 đến 55 cân nhá. 250 mã là 917. 250 mã là 917. Đây em biết này đẹp chưa? Em biết này cứ như là hàng hãng ấy. Đây mác đánh size M nhá, có túi bên trong này. Mà áo lông đấy có người chốt rồi mất chị ơi. Áo lông à? Áo lông. Áo lông. Em này các chị có cân nặng tầm 47 đến 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 970. Mã số em này là 213. 250 mã 213. Lông thỏ nhá mọi nhá.
Dưới 52 cân ạ, à, lông thỏ cổ lông em cũng lấy 250 luôn. Lông thỏ cổ lông nhá, em cũng lấy 250 thôi. Em này có khuy đóng ở tay các kiểu đẹp luôn, lông mượt lắm. Em này các chị có cân nặng 48-55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 839 ạ, à, chất đẹp cực. 250, mã số là 839 cho em nhé mọi nhá. Đây này. Mọi người nhìn này, con này mát đánh size L cho em nhé. Chụp lên móc công ty luôn ạ. 55-60 cân. 331 cho chị Phạm Thúy. 55-60 cân nhá. 250, mã là 818. Con này của các cô này, ưu đãi cho các cô nhá. 213 chị Lê. Đẹp thôi rồi, và cả của các cô thôi. Ưu đãi cho các cô em lấy 200. Chị nào mà có mẹ có thể tặng được nhá. Lên form thì của các cô đẹp lắm. Em này có cúc đóng đây nhá. Cô nào có cân nặng sai tầm thừa 60-65 không, 57-63 cân nhá, dưới 63 cân này. Em này 200 nghìn của các cô nhá, mã là 731 chất dạ đanh luôn. 731 cho em nhá. Em này mã 848 cho chị Trần Thoa. Size M nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng 48-52 cân nhá. 220, mã là 748. 220 mã là 748 cho em ạ. Đây. Size S các bạn nhá. Có đai tay ạ. Em này ạ, 45-50 cân nhá. Dưới 50 cân này. Em này mức giá của nó là 250, mã là 936. 250, mã số là 936 cho em nhá. Đây này, em chất dạ đẹp chưa? Dạ kẻ ạ. Chỉ làm đúng một số thôi. Em này các chị có cân nặng size tầm 50-60 cân này. Đẹp chưa? 50-60 cân nhá. 250, mã là 756. 250, mã số là 756 cho em ạ. Kẻ sáng nhưng mà lại xịn cơ. Kẻ sáng nhưng mà lại xịn cơ. 936 cho chị Thiều ra. Em này phi size nhá mọi nhá. Kẻ sáng rất đẹp luôn ạ. Over size nhá. S, M, L đều mặc đẹp hết. Nắng phi size của nó như cái vai của nó nhỏ lắm, nó không to. Em này mức giá của nó là cần vận vào ổ điện nhá anh. Vâng. 250, mã là 979. 250, mã là 979 cho em nhá. Size M này. Lên con XL đi em. Có, đầy đủ hết nhá mọi người nhá. Hôm nay khui kiện nhiều. Em này 50-55 cân, siêu đẹp luôn. 50-55 cân nhá. 250, mã là 984. 250, mã là 984 cho em này. Treo lên này. Ui, cái chị nào XL đây ạ, cái này đẹp quá này. 979 cho chị Nguyễn Thị Thu. XL đây mọi người. 848 này. Chị Nguyễn Thị Thu khách mới bao công ty ạ? Mẹ ơi, 60-65 cân XL này. 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân này. 250, mã là 956. 250, mã là 956 cho em nhé. 250, mã là 956 cho em này. Em này là một em size M nhá. Xinh quá này. Hôm nay tuần đang ngắn đâu mọi người. Ngắn ý là cắn crop top cơ. Ok. Đẹp lắm này. Ây, màu đẹp tuyệt vời luôn này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. Em này các chị có cân nặng tầm 55-60 cân, siêu đẹp luôn nhá. 250, mã là 808. Lên áo xanh đằng sau em. Đây hả? Tối mắt tinh thế. Đẹp chưa? Em này các chị size tầm từ 50-60 cân, đẹp tuyệt luôn ý. 50-60 cân nhá, 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Rồi 250 nha mọi người ơi, mã số là 999 nào. 999 nào các bạn ơi. 88 cho chị Kim Anh Võ. Con này à, một em vét dạ nhá, bên trong của nó loát nhung hết, rất ấm luôn, mắc đánh size M cho em nhá. 50-57 cân, dưới 57 cân nhá. Em này ạ, à, 250, mã là 527. Không Nguyễn. 527 cho em nhá. Size mắc đánh size S cho em này. Phối màu đẹp lắm. 40-50 cân ạ. À. Đấy, con dại ô vuông kia bảo là chốt là đẹp đấy. 40-50 cân nhá. 250, mã là 741.
250, mã là 741 cho em nhé mọi nhá. Chị ơi, con làm mất cúc thì bên em sẽ thay vào cho ạ. Size S nhé mọi nhá, yên tâm. Cúc thì đơn giản không. Sợ nó hỏng ấy. Nhà đây. Size S nhé mọi ơi, chất dạ đẹp lắm. 741 cho chị Vân Lê. 45 thì 50 cân, dưới 50 cân nhá. 250, mã là 977. 250, mã 977. Chị Vân Lê thích mới móc đầy đủ cái màu đi. Dạng à, đẹp đấy nhỉ. Vâng. Melly rụng rời luôn nhá. Em này các chị size tầm từ 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân này 250, mã là 758. 758 là 88 ạ. Có size 62kg đấy chị ơi. Có con kẻ kia 62kg đẹp vãi ra. Ôi cầm cái chất. Mọi người cứ nhìn cái áo có trần ý là mọi người biết là nó ấm như thế nào luôn á. Trần là đại diện cho cái gì đó rất là nhẹ, rất là thích và ấm ấy, không nhẹ đâu. 50 đến 60 cân này, kẻ đẹp chưa? 50 đến 60 cân nhá. 250, mã là 929 này. 250, mã 929 nha. Em có một em lông thỏ màu, gọi là màu bé bé á, cổ phối trắng nhá, size S cho em này. Châu Lan xinh quá. Hả? Châu Lan xinh quá, chị xinh quá. Hôm nào em cũng xin chị. Chị thay 50 cân quay đầu còn đẹp ạ. 250, mã là 859 ạ. Giá được. Kiểm tra hàng trước khi nhận. Giá gần như là em bán vừa chi ân mọi người rồi. Cái giá này trên thị trường thì mọi người có thể đi xem. Nếu mà ra với chất liệu như này cùng là trong số like 250 thì ta phải tăng giá lên 5 đến 100.000. Em này là 50 57 cân nhá. 859 250, mã là 938. Này, con màu này đẹp quá này. Còn có đai đi kèm mọi người thích nhá, size M cho em này. Em này ạ, 47 đến 52 cân. 52 cân quay đầu mà đẹp nhá. Có đai nhá, 220, mã là 814. 220 mã 814. Mắt đánh size S cho em nhá, kẻ nhỏ. Mắt đánh size S thôi. Mác đánh size S thì em tư vấn mọi người là có nặng 57 đến 63 cân mới vừa. 57 đến 63 cân nhá. 250, mã là 910. 210. Chị ơi, chị cứ lên mã đi ạ. Mã 910 này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 50 cân. 47 đến 50 cân nhá. 50 cân quay đầu còn đẹp ạ. 250, mã là 754. 250, mã là 754 cho em. 938 chốt chị Trúc Mai Thanh. Cái này 250 thị trường ai dám bán. Em này các chị 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu mà đẹp nhá. 250, mã là 361. 250, mã là 361 cho em nhá. Ui, đây này bà nào xanh săn siêu phẩm này. Size S nhá mọi nhá, toàn bộ viền của nó là 754 cho chị Lê Hường. Toàn bộ viền nó phối lông thật nhá, size S cho em. Phối lông thật thì đỉnh rồi. Em này các chị 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 40 đến 50 cân nhá. Em này ạ, 250 rồi, phối lông thật hết ạ. Mã là 862. Chị ơi, chị của chị khác rồi ạ. 862 cho em nhá mọi nhá. Kẻ đẹp chưa này. Quả răng sói đỉnh của shop này, mọi người nhận được là mọi người sướng. Size L cho em nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân. 55 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 250 rồi, mã là 705. 250 mã là 705. Đây đẹp chưa này. Cái này mọi người sẽ cái này là liền nhá. Em này mác đánh size L nhưng con này không phải S. 45 đến 50 cân nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 250 mã là 870. 250 mã là 870 nha em này. Đây đẹp chưa. Chất đẹp lắm, cái kẻ nhỏ mà mặt dạng mít. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 62 cân nhá. Siêu đẹp luôn. 62, 63 cân quay đầu mọi người ạ. Phong đẹp lắm. 63 cân quay đầu nhá. Dưới 63 cân này 250, mã là 321, chất siêu đẹp ạ. 250, mã là 320. 870 cho chị Minh Vân.
kẻ này thì rất là ít người có thể bỏ qua được. Size S nhé mọi nhá. Mã của nó đây. 45 đến 50 cân nhá, size S cho em này. 45 đến 50 cân nhá. Em này 250, mã là 858. 250 mã là 858 cho em này. Ui, chất đẹp nhỉ. Kẻ còn 321 cho chị Mai, Mai Đặng. Nó là kiểu đấy, chất đẹp lắm. Mày đã thấy size S nhá chị ơi. Size S nhá. Em này các chị có cân nặng size 45 đến 52 cân quay đầu. Can. Dưới 52 cân nhá, chỗ này có hai lớp này, đẹp lắm. 250, mã là 912. 250 mã là 912 nha em. Gì? Hạnh An. Vâng. Ôi chất đẹp quá này. Chị Hạnh An khách mới inbox đầy đủ thông tin rồi cho tiếp ạ. Em này các chị có cân nặng 60, 65 cân. 65 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 715. Ui, con vét này em nghĩ là mọi người không nên bỏ qua đâu. Thì sao? Nó đẹp khủng khiếp ý. Khi sai rồi mình. Hàng Korea nhé mọi nhé. Em này các chị 50-60 cân. 715 cho chị Mai Hương Đông. 50-60 cân nhá. 250, mã là 330. 250, mã là 330 nha này. Của em là mỏng nhá mọi nhé. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân quay đầu. Em này 200.000 nhá. 45-52 cân ạ. 200.000 mã là 717. 200.000 mã 717 cho em này. Mác đánh size M cho em nhé, mác đánh size M cho em. 330 cho chị Nguyễn Minh Đức. Em này chị S đặt M không được rồi ạ. 40 cân cho đến 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhé, size S rồi. 250 mã là 380. 250 mã là 380 cho em nhé. Em này là một em dáng trẻ này. Này thường là oversize. 380 cho chị Jennifer Phạm. Em này ạ, phi size ạ, 50 đến 60 cân nhá. 250 mã là 225. 250 mã là 225 cho em ạ. Oh. Size S cho em ạ. Sự chú ý của ta đã bao vào ánh mắt của nàng này. Size S có đai nhé mọi nhá. Em này các chị có cân nặng 45 đến 52 cân ạ. 250 mã là 786 ạ. 250 mã là 786 đây. Một em này nó là dạ lông nhé mọi nhá. Mắc đánh size S này. Mình xem cái này. Em này ạ, không S đâu ạ. Em này ạ, 48 đến 55 cân nhá. 250 mã là 757. Mình xem cái kẻ gì. 171 chốt chị. Bà là size M, con này thì đỉnh luôn. Size M nhá. Trần hết bên trong đấy ạ. 717 chốt chị Văn Dương. Size này các chị 50 55 cân nhá. 786 chốt chị Phương Thủy. 250 má là 815. 250 má 815 đây mà kẻ này. Trần hết bên trong nhá. Buộc cái đai nào. 757 cho chị Dung Trần. 55 đến 60 cân. Dưới 60 cân nhá. Giày đẹp lắm. 250 mã là 163. 250 mã số là 163 nha. Chị nào thích kẻ mới lạ này, mác đánh size M cho em nhé mọi nhá. Mác đánh size M cho em. Dung Trần ạ. Mã trước. Vâng, mã trước của Phương. Chị Phương Thủy hay mới có thông tin ạ. Em này các chị 50 55 cân thôi, size M nhá. Dưới 55 cân này. 250 mã là 820. 815 cho chị Nguyễn Thủy. 820 nha em nhá. Nhiều kìa. Cái này to lắm. Em này các chị Thủy hay mới bao thông tin đi ạ. Em này là chị áo cân nặng size tầm 60 cân trở đến 65 cân nhá. 250 mã là 831. Có đủ cái size chị ơi. Hôm nay cô kiện mà đủ hết size nhá. Mác đánh size M này. 48 đến 55 cân nhá mọi nhá. Con này nó có chốt đây. Em này là vest mùa thu nhá.
dưới 55 cân ạ. À. Em này 200.000, mã là 867 vét vu nhá. 200.000 mã 867 cho em. Ôi hai con này thì lên con nào trước? Lên con này trước nha. Size M cho em này, đỉnh lắm. Nhận được con này thích luôn. Em này ạ, à, 48 đến 55 cân nhá. 250, mã là 816 này. Con vãi hết luôn. 250, mã số là 816 cho em nhé mọi người. Ui các bà ơi, có một con dáng dài lẫn vào đây nhá. Và riêng con này em cũng chiên mọi người 250 luôn. Thế còn dài thì em sẽ bán 3 lít trở lên nhé. Em này các chị size XL cho em ạ. Chất dạ phê. 60-65 cân cho em này. Đẹp. 60-65 cân chị Trịnh Thu. 250 này, mã là 898 ạ. Dài nó vừa tốn tiền ship hơn, nó vừa tốn tiền giặt hơn, ship các kiểu ship. Em này em mắc đánh size S cho em nhé. Dáng của nó là dáng jacket và cái chất giả của nó như là kiểu giả tuyết ấy. Cái bộ quy của nó đẹp luôn này. Tám chín tám chốt chị Phương Lương. Size S cho mọi người nhé. Đây quy đã đóng này. 40 đến 50 cân, dưới 50 cân nhé. 250, mã là 925. 825 cho em nhé. Ôi dạ này, trần hết này. 86 không? 86 rồi. Em này ạ, à, chị nào cân nặng size ML 50-60 cân nhé. 250, mã là 721. Mã này em chốt rồi chị ơi. 250, mã là 721 cho em này. Chị ơi, hôm nay nó còn ngắn hơn nữa thì không có đâu ạ. Có, từ crop top này không có. Crop top này không có nha, mọi người đừng đợi nữa. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50 cho đến 56 cân. Dưới 56 cân nhá. 250, mã là 966 ạ, kẻ hồng đấy ạ. 250, mã là 966 cân. Vét này đẹp thế nhỉ. 721 cho chị Khánh Linh. Em này các chị có cân nặng 60-65 cân này. Form đẹp quá. 60-65 cân nhá. Em này 250 ạ. Mã số là 960. Ít lắm chị ơi. Nếu mà chị không đợi thì cũng có 966 cho chị Diệu Hương. Em này mà em dạ này em lấy mọi người 200 nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53-57 cân ạ. 200.000. Mã số là 857 này. Em này là của em dạ vét mùa thu nhá. Em này của Nam. 960 cho chị Lê Thị Hương. Nam. Em này ạ, chồng chị Lê nào? Thị Hương nào hoặc con trai các chị ạ. Có cân nặng 70-75 cân nhá. 70-75 cân ạ, em lấy 200 của Nam. Mã số là 747 Nam nhá. 747 cho em ạ. Bomber đẹp quá. Bomber siêu đẹp nhá. Ôi các bà ơi, phi size này trần hết bên trong này. Em này ạ, à, dưới 65 cân. 857 cho chị Diệu Hương. 55 đến 65 cân nhá. 250, mã là 921. 250, mã là 921 cho em. Ôi các bà, size M tuyệt vời. Size M nhá mọi nhá. Đẹp nhá. Em này 50 đến 60 cân luôn. 50 đến 60 cân nhá. 250, mã là 830. Vét mùa 921 thu cho chị Su Lê. Vét mùa thu size S nhá. Em lấy mọi người 200.000 mùa thu nhá. Size S ạ. 40 50 cân nhá. Nhưng mặt vét đẹp lắm. Em này 200.000 nhá. Mã số là 674. Kẻ chị. Kẻ nào ạ? Đây còn kẻ thôi. Em này size L nhá mọi người. 830 cho chị Lê Quyên Lê. Em này 55 đến 60 cân đẹp chưa? 55 đến 60 cân nhá. 250, mã là 934. Con có trần này mọi người ơi. Thực sự với mọi người rất xứng đáng luôn, bởi vì là nó dày ấy. 674 cho chị Ngoan Trần. Em này ạ, à, các chị có cân nặng đẹp chưa? 55 đến 62 cân nhá. 250, mã là 810. Các chị size L ơi, con này đẹp quá này. Dây lót cổ đàng hoàng nhá, size L cho em này.
55 đến 60 cân nhá. 250, mã là 919 size L. Không phải. Con này ạ, à, túi của nó là mác đánh size M nhá, cái túi của nó ấy là cái lông cừu đấy ạ. Lông mượt lắm, đẹp cực kỳ luôn ạ. Trắng trắng ạ. Em này các chị 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 843. Trần Thoa. 919 cho chị Hạnh GP. Chị nào size M không lấy con này thì tiếc. Đến 56 cân nhá mọi nhá. Dưới 56 cân này. 250, mã là 899. Cỏ lông cỏ màu hồng nhá mọi ơi. Bà là size S thì. Lông cỏ màu hồng cổ phối trắng nhá. Em này bé lắm, 40 cho đến 50 cân là xinh thôi. Size S thôi. Con này chỉ con mà đẹp hơn. Em lấy 160 nhá mọi nhá. Đẹp lắm. 40, 45 cân, 160 các bé nhá. 160 thôi, đẹp lắm. Mã số là 998 á. Nếu mà người lớn thì giá cao hơn. Bên em là hàng si, hàng cũ, hàng đã qua sử dụng ạ. Ôi, size M, siêu đẹp luôn. 99 cho chị Khánh Linh. Người nhìn này, lượt luôn luôn ạ. Em này các chị size, mác đánh size M nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53 là 60 cân. Mác phải đánh size L đấy. 53 là 60 cân nhá. 998 cho chị Thúy Lành Nguyễn. 250, mã số là 837. Anh Linh đi móc địa chỉ rồi số tiếp. 250, mã là 837 cho em nhé. Tiếp theo này. Mỗi con một vẻ. Trông nó có vẻ giống nhau nhưng mà lại không giống nhau tí nào. Em này các chị size tầm từ 55 đến 60 cân nhé. 250, mã số là 82. Nhìn vậy thôi không giống nhau tí nào đâu. Đây, con này ạ, à, nó giống như kiểu dạng tuyết nhá. Đây, nó giống như kiểu dạng tuyết ý. Em này chị nào cân nặng tầm 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân này. 250, mã là 778. 250, mã số là 778 cho em nhá. Ôi kìa, khối vàng nhá. Em này của kit size 160. Size 160 của kit nhá. Em này bé nhà chị nào có cân nặng size tầm từ 34 đến 38 cân ạ. 150 ạ, mã số là 943. 150 một cái con nhá. 98 hay là 998 anh ơi. Em này là lông thỏ nhá. Em này lấy mọi người 200. Khả năng của kit tiếp. Rồi, em này của kit. Em này của trẻ con tiếp này. 34 đến 38 cân nhá. Em lấy 150 này. Lông thỏ này. Cho chị Hạnh GP. 150, mã số này là mã số 740. Ôi cứ dính trẻ con là em lỗ nhá. Đẹp chưa này? Hàng thiết kế đấy mọi người ơi. Có đây chị Nguyễn Thị Bích Tuyền đây ạ. À? Em này các chị có cân nặng 50 đến 60 cân nhá. Em này 250, mã là 950. 250, mã là 950. 740 cho chị Kiên Đạt. Đây mọi người ơi. Nó phối như kiểu dạng tuyết nhưng mà dạng vét nhá mọi người nhá. Trong trần này. Oversize. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 cho đến 65 cân. Dưới 65 cân nhá. 250, mã là 337. 250, mã là 337 cho em nhá. Em này là một em size S cho em này, đằng sau có thêu nhá. Nó là hàng thiết kế của nó size S nhá. Em này 40 50 cân. 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Chưa cắt xiết ạ. 250, mã là 825. 250, mã là 825 cho em. Ui này. 337 cho chị Linh Anh, Linh Anh Nguyễn. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 62 cân nhá. Phối ánh tím luôn ạ. 55 đến 62 cân nhá. 250, mã là 712. 250, mã là 712 cho em. Kẻ này không đẹp không lấy tiền rồi. Em này các chị size 50 đến 60 cân nhá. Em này 220.
900 cho chị Ngát Trần. 220 bạn 980 ạ. Biết phải đẹp chưa này. Form gọi là đỉnh của chót chứ. Size nhỏ thôi mọi người ơi. 45 đến 5. 712 cho chị Hà Nguyễn. 45 đến 50 cân size S nhá. Dưới 50 cân ạ. Em này form cứng, form rất đẹp luôn ạ. 250, má là 951. Em này size M cho em nhé. Cái chất giảm nó còn kiểu giả kiểu răng sói ấy, mọi người. Em này 48 đến 55 cân nhé. 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. Em này 250, má là 826 ạ. Form dày đẹp lắm. 250, má là 826. Quân kẻ không thể bỏ qua Trần nhé mọi nhá, em này rộng rồi. 951 cho chị Trần Ngà. Em này các chị có cân nặng size 60-65 cân là đẹp nhá. 60-65 cân ạ. 250, má là 958. 250, má là 958 cho em này. Ê mà em ghép full siêu đẹp nhá các bạn ơi. Mắc đánh size S nhá mọi nhá. Mắc đánh size S, ghép mùa thu rồi. Size S nhá. Em lấy mọi người 200. Mùa thu nhá. 45 đến 50 cân ạ. 200.000, má là 909. 200k còn size mét 6 của nhí không? Em không biết đâu. Nếu mà còn thì em sẽ lên cho mọi người nhé. Ui màu kẻ siêu đẹp các bạn ơi. Kẻ này chất lượng nhá. XL. Em này các chị 60-65 cân nhá. Kẻ đẹp lắm. Chưa cắt xiết túi luôn này. Mới cứng. 60-65 cân nhá. 250, má là 964. 250, má 964 này. Ôi, đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Tôi dồn lốt thì tôi quên rồi. Em này các chị có cân nặng tầm 53 đến 60 cân nhá. Tu viên này còn phối da các kiểu này. 53 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 250 ạ, má là 993. Đẹp đấy ạ. 250 má là 993 cho em nhé. Mắc đánh size M cho em. 964 cho chị Ngoan Trần. Size M nhé bạn nhé. Ngắn hơn này. Em này ạ, các chị có cân nặng không? 40 cho đến 50 cân nhé. 250 má là 805. Cái này như như là dạ tuyết nhưng mà đẹp lắm. Cái form này thì 99, đúng là trẻ. 993 cho chị Nguyễn Thị Bích Tuyền. Cần thiết bên trong nhé. Xong, luôn. Em này 50 đến 60 cân siêu đẹp ạ. Ui. 250 má là 865, nhận không đẹp không lấy tiền. 250 má 865. Còn mặc size M. 805. 805 kìa. Trời. Em này 50 đến 55 57 cân nhá. 805 cho chị Lê Ngà. Dưới 57 cân này, 250, má là 922. 865 cho chị Phương Hoan. Ui các bà ơi, con như này này. Tôi thề nhá, 2,5 chưa chắc là được con đẹp như này đâu. Chất miết của nó này. Ai nhanh thì được ạ. Kẻ này thì quá đỉnh luôn. Rồi các chị size L khẩn trương. Em này ạ, 57 đến 62 cân, LXL nhá. Đẹp quá này. Em này 250, má là 781. Kẻ như này thì lấy đâu ra. Em này ạ, các chị có cân nặng 45 đến 52 cân, siêu đẹp nhá. 45 đến 52 cân ạ. 250, má là 703. Lông thỏ màu hồng ạ. Lông thỏ hồng nhá mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 45 đến 52 cân ạ. 781 kìa. 781 cho chị Hà Nguyễn. 690 đúng không? Không có. Trong lòng em là con bao nhiêu? Con 703. Con 703 răng sói mà không lấy được tiếp nào. Thằng tiền là cho tiếp ạ. Dưới 52 cân nhá. Em này mức giá của nó là 250, má là 853. Đây là mấy em dạ lông nhá mọi người nhá. Size M cho em này. 703 cho chị Đinh Nhàn. Ôi con này đẹp vãi trưởng luôn. Vâng. Em này các chị size tầm 48 đến 55 cân nhá. 250, má là 393. Đây này, con tết
S đây này mọi người ơi. 853 cho chị Thúy Linh. S nhé mọi người nhá. Dạ nó không trùng nhau đâu nhá, kẻ nó khác nhau nhá. Em này ạ, 45 đến 50 cân nhá. 250, mã là 722. Này con kẻ như này. 393 cho chị Hoàng Nguyễn. Bà nào mà có gu thì mấy con kẻ này phải chụp ngay. Còn cúc dự phòng nhá, mắc đánh size L chứ. 55 đến 60 cân mọi người nhá. 55 đến 60 cân này. Em này 250, mã số là 879. 250 mã 879 cho em nhé. 722 cho chị Nguyễn Thị Lê Liên. Em này ạ, 50 đến 60 cân nhá. 250 mã là 852. 250 mã 852 cho em này. Em này là hai hàng khuy nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân nhá. Em này giá của nó là 250, mã là 719. 250 mã 719. 879 cho chị Trang Phận. Ui, size S nhá. Đập to lên. Không, chị không biết là của chị đâu. Size S cho em này. Em này ạ, à, mắc đánh size S nhá. Vai của nó rộng đấy ạ. Em này em tư vấn mọi người Việt Nam mình 50 60 cân đẹp. Các chị nào thích mặc form rộng hẳn thì lấy size S, không thì 50 60 cân là vừa. 250 mã là 907. 250 mã là 907 cho em này. 749 cho chị Nắng Thủy Tinh. Unisex nha mọi người. Phi size này, chị nào thích mặc form phi size đẹp lắm, S, M, L đều đẹp nhá. Phần tay vừa lắm. Nếu mà các chị nào thích mặc vừa khít thì là các chị có cân nặng size tầm 60-65 cân. Còn chị nào thích mặc unisex thì cứ lấy thôi. 250, mã là 932. Em này size S có ly nhá mọi người. Size S này tương đối size M của Việt Nam mình. 907 cho chị Cát Thủy Tinh. Em này các chị có cân nặng 48 đến 52 cân. S của nó như tương đối mở của mình. Em này 250 ạ, mã số là 796. 250 mã 796. Vâng. Ôi mà em vét thu của BSK, em này vét một thu nhưng mà đẹp đỉnh luôn. Trời ơi mọi người, store của nó tầm 2 củ thôi. Rồi, em này mắc đến size S như là mở của Việt Nam mình nhá. Hàng chính hãng nhá. Em này các chị có cân nặng size 47 đến 50 cân ạ. Em này mức giá 250, mã là 844. 250 mã là 844 cho em này. Em này là unisex nhá mọi nhá. Form rộng đấy ạ. Cái này các chị nào, các bạn trẻ thích form rộng thì lấy thôi, chứ còn các chị là không mặc vừa đâu. Nó có cúc này. Không có quy đóng luôn ạ. Nó chỉ là phát chơi. 844 cho chị Nguyễn Thanh. Em này là unisex nhá mọi nhá. Đây. Chị nào thích mặc form rộng thì lấy ạ. Mức giá của em này là 220, mã là 728. 220 mã là 728 cho em ạ. Đi em đến. Rồi bà ơi, những cái kẻ này mọi người lấy đi này, size M nhá mọi nhá. Size M cho em. Size 48 đến 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 mã là 785 này. Kẻ đẹp lắm. Phối hơi xanh nhá. Cái form mà cứng cáp mà dày dặn mà đẹp mà trần như này mọi người đừng bỏ qua nhá. Mắc đánh size M cho em. 48 đến 55 cân nhá. 48 đến 55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 mã là 819. 250 mã là 819 cho em nhá. Vét mùa thu này, mắc đánh size M nhá. Vét mùa thu này em lấy mọi người 200. Chỉ có đai. Cái này bỏ qua nhé. Ôi ôi, mắc đánh size M siêu đẹp nhá mọi người ơi. Size M nhá mọi người nhá. Em này các chị 50 trở đến 55 cân này, chất đẹp lắm. 50 đến 55 cân, dưới 55 cân nhá. 250 mã là 969. 250 mã là 969 cho em ạ. Vét dạ vàng nhá, kẻ vàng. Kẻ màu vàng cho em nhé mọi nhá.
Em này các chị có cân nặng 50-60 cân đẹp nhá mọi nhá. Lấy hạt luôn ý. 50-60 cân nhá. 969 250 má là 707 này. Dưới 50 cân nhá. 200 chai. Má là 765. 220 má là 765 cho em nhé. Size L. Size L. Size L. Tay của nó có phần sắn lên nhá. Da lộn ở bên trong mọi người nhá. 55-60 cân nhá mọi người nhá. 55-60 cân. 250 má là 774. 250 má là 774 nha. Em này nhá. Mà em dạ lông ạ, mát xa cho em này. Giống như gần như dáng dạ lót lông ấy mọi người. Cổ phối xích nhá. Unisex ạ. Em này chỉ là thích form oversize nhá. ML cho em ạ. ML mặc đẹp ạ. 220 má là 822. 220 má là 822. Em này là vest mùa thu siêu đẹp mọi người ơi, mùa thu nhá mọi người nhá. Mác đánh size L, hàng thu em đấy 200.000 thôi. Mùa thu nhưng chất đẹp lắm nè. Em này 57-63 cân ạ, mùa thu ạ, em lấy 200 nhá. Vest rẻ. 200.000 thôi ạ. Mã số em này là 792. Mùa thu. Mã 792 cho em nhá. Kẻ dày đẹp long lanh như này. Em này ạ, à, size to. Em này các chị có cân nặng 65-70 cân. Có duy nhất một em 65-70 cân. Dưới 70 cân nhá. 220, má là 983. Váy chị Châu mà không bán đâu ạ. Đây này, các bạn cầm con này lên nè. Sướng luôn. 705 cho chị Vân Trần. Mác đánh size L nhá. Em này các chị 55-60 cân ạ. Cái form đẹp đỉnh cao. Như dạ tuyết luôn. 250, má là 893. Các chị có cân nặng size 48-55 cân cho mọi người nhé. 48-55 cân. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhé. 250, má là 864. 8. Chị Dương Ngũ cho chị chứ chơi. Size M 893 cho chị Hương Vũ. Đẹp đỉnh cao, size M nhá. 48-55 cân. Ui, đẹp lắm. 48-55 cân nhá, dưới 55 cân này. 250, má là 992. Chất siêu đẹp này. 250, má là 992 cho em ạ. Em này các chị nào thích màu đặc biệt nhá, size S thôi. Dạ. Em này ạ, 45-50 cân size S. 864 cho chị Thúy Ca. Như kiểu thổ cẩm ạ. 45-50 cân nhá. 250, má là 970. Đây nữa này. 992 cho chị Thúy Đinh. Ủa các bà ơi. Hàng thiết kế size S nhá. Cái form này đẹp quá. Chất của nó đỉnh lắm. Chất của nó đỉnh lắm ạ. Size S thôi. 40-50 cân nhá. 40-48 cân. Ô cái này kít ý. Thúy Đinh thêm mấy bóng này đủ thông tin là cho tiếp ạ. 40-48 cân nhá. Nhỏ lắm. Dưới 48 cân thôi. Em ấy 160 ạ, má là 904. 160.000 má là 904 ạ. Đây, em này nhá. Mác đánh size M cho em. Bên ngoài của nó là cái sức dạ như kiểu dạ tuyết đi mọi người ạ. Đây. Em này ạ. Em này 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ. 250 má là 773. 250 má là 773 cho em. Ôi. Mắt đánh size M cho em này. Không lên là tiếc này. Chất dạ đẹp lắm. Em này các chị có cân nặng tầm từ phải size L 60-65 cân nhưng mà đẹp lắm. 60-65 cân nhá. 250 mặt dạ xịn luôn ạ. Má là 793. 250 má 793. Mặt dạ nét căng nét đẹp luôn.
có một em áo lông thỏ họa tiết kiểu LV nhá mọi ơi. Túi em này như của nam ấy, mát đánh size M cho em này. 793 cho chị Hồng Nguyễn. Em này ạ, à, con trai chị nào 55 đến 60 cân. Hoặc các chị có cân nặng 55 đến 60 cân, nhưng con này họa tiết LV siêu sang chảnh nhá mọi ơi. Rồi, 250 thôi mọi người ơi. 250, má là 991, rất đẹp lắm. 250, má là 991 cho em này. Đây là một em tuyết siêu đỉnh luôn nhá. Tuyết nhá mọi nhá. Mác bên trong của nó đánh là size 38 cho em ạ. Cờ rốt tốt. Em này các chị có cân nặng 50-55 cân ạ. Đầy đủ, mới cứng luôn. 50-55 cân nhá. 250, má là 749. Đẹp đấy. 749 cho em nhá. Em này là một em trần nhá. Dạ của nó nổi hạt lên như kiểu tuyết ạ. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 cho đến 65 cân luôn. 50 đến 65 cân nhá. 250, má là 855. 749 cho chị mua sắm. Tiếp theo này, em này có mát cổ đàng hoàng luôn, có đai nhá mọi người nhá. Size L cho em này, có đai nhá. 855 cho chị Quỳnh Chi. Em này ạ. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50-60 cân nhá. 250, má là 888. Đây này, cho các bà xem. Em này nhá. Em này ạ, à, trông đặc cấp luôn. Hàng thiết kế của nó là free size rồi. Ừ, con này ạ, à, mọi người ơi, con này người ta không cho tay vào đâu. Không có size nhá, con này nó khoác theo kiểu vầy thôi. Nói chung là dân chơi chứ còn dân thường thì không mặc được con này mọi người ạ. Oversize nhá, phân như vậy thôi à. Rất đẹp lắm. Em này em lấy mọi người 250 nhá. Mã số là 836 ạ. Mọi người mặc xong mọi người khoác ra ngoài thế thôi. 836 cho em nhé mọi nhá. Size dạng ngắn dáng kẻ màu. Ô mọi người ơi. Nó lấn một con size S nhá, dáng của nó là hàng thiết kế và dáng của nó giống như kiểu sơ mi tuyết ấy. Em này em lấy mọi người 180 nhá. Đẹp ạ. Size S, M. Con nào nhỉ? Em này ạ. 36 cho chị. S và M nhá. 160 đi. Má là 797. Nó như kiểu sơ mi tuyết ấy. 160, má là 797 cho em này. Một em này. Quỳnh Gabi cái mới bao nhiêu nhỉ? Chất dạ này mới đỉnh chứ size S thôi. Em này các chị có cân nặng tầm 45-50 cân nhá. 250, má là 795. Một em này cũng đẹp luôn, là size M nhá. Nó có đai đi kèm luôn. Mới cứng, size M, size M. 48-55 cân mọi người nhá. 55 cân quay đầu mặc đẹp này. 250, má là 530. 250, má là 530 cho em nhá. Em này size S nhá mọi người nhá. 45-50 cân này, bạn tiết đẹp chưa? 45-50 cân nhá. 250, má là 946. Họa tiết độc lạ luôn ạ. 250, má là 946 cho em này. 530 cho chị Lông Hà. Cái này là dạ cổ lông nhá. 45-52 cân. Maximum 53 cân rồi. 53 cân quay đầu nhá. 250, má là 902. 250 má là 902 cho em ạ. Size S cho mọi người. S cho mọi người nhá. 40-50 cân, bé tí luôn. 40-48 cân nhá. Bé lắm, em lấy mọi người 200.000 ạ. Dưới 48 cân ạ, 200.000, má là 926. 200k má là 926 ạ. Một con size M mà mát như này mọi người cứ lấy đi.
không hối hận đâu. Em này các chị 50 đến 57 cân. 50 57 cân nhá. 250, má là 752. Qua áo dạ dài kẻ caro cho cô hạn 67 không ạ. Hôm nay em không có dạ dài nên chỉ có dạ ngắn thôi chị ơi. Hôm nào lên dạ dài em báo sau nhá. Size M này mọi người ơi, kẻ đẹp chưa? Size M, size M. Em này ạ, 48 đến 55 cân nhá mọi nhá. 48 đến 55 cân ạ. 250, má là 734. Đấy, chưa đẹp bỏ. Size S cho em này. Cái form này mới đẹp này. Form này có eo gót đàng hoàng nhá. Size S thôi. Em này là các chị ở cân nặng 45 đến 50 cân. Size S nhá mọi nhá. 6 khuy. 50 cân quay đầu mặc đẹp ạ. 250, má là 750. 250 má là 734 cho chị Trinh Neon. Size S nhá mọi nhá. Size S này. Dáng công sở đấy. 40 50 cân. 926 50 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250 má là 890. Ô con này là một em vét kẻ lót lông nhá. 750 cho chị Ken Nguyễn. Dày ống lắm an luôn. Em này ạ, các chị có cân nặng size 47 đến 52 cân nhá. 250 má là 739 ạ. 250 và 739 cho em này. Em này size to nhé. Em này các chị có cân nặng tầm từ, em này các chị phải có cân nặng tầm từ 60 cho đến 65 cân XL. Dưới 65 cân nhé. 250 mã số 700. Ui màu này đẹp quá này. Nhẹ nhưng mà rất chất luôn. 739 cho chị Phạm Hải Anh. Biết đúng như thế nha. Màu này trên bàn này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 47 đến 50 cân nhá. Quá đẹp luôn. 250 má là 856 này. Để em cứ bỏ cái giày ra, đứng ra đứng dậy. Quá chân luôn á. Em này ạ, M, L mặc đẹp cho em nhá. M và L mặc đẹp cho em ạ. M, L nhá. 250, má là 817. Hàng để hết một bên được không? 856 cho chị Phương Miên. Y ra không để hết một bên luôn. Màu đẹp này. Rồi, em này 45 đến 52 cân nhá. 52 cân quay đầu mặc đẹp này. 250 má là 713. À để hết một bên mà nó nhìn một bên nó chết được. Chị ơi, hôm nay không có mà dáng ngắn hơn đâu ạ. 55 đến 60 cân ạ, dưới 60 cân nhá. 250 má là 981. 713 cho chị Hương Nguyễn. Em này còn có đai à. Ui, nó chắc là không sang đây à. Nhìn vậy thôi nhưng mà nó không to đâu mọi người ạ. Em không biết nó không sang đâu đâu. Xem đây. Chị phải nhìn này. 981 cho chị Hạ ơi. Đúng này em nhỉ. Không thấy cúc đâu. 55 đến 60 cân nhá. 250 má là 930. Ôi này. Ôi chắc chỉ có một con này duy nhất size L thôi chứ còn không còn con khác đâu mọi người ơi. 55 đến 60 cân nhá mọi người nhá.
rồi. 55 đến 60 cân nhá. 250, mã là 726. Size M nhất, trần trám hết bên trong mà còn mũ luôn này. 48 đến 55 cân nhá. Dưới 55 cân ạ. 250, mã là 806. 250 mã 806 cho em này. Tiếp tục nhá. Size M 726 cho chị Su Lê. Size M mọi người nhá, 48 đến 55 cân này. 48 đến 48 đến 52 cân ạ. 220, mã là 776 này. 220 mã là 776 cho em ạ. Con này là em xịn quá, nó còn lót bên trong. Mác ở đây cái size 48 này. Của nam hay sao ấy? Nữ mọi người nhá. Nữ ạ, em này ạ. Chị nào cân nặng size tầm từ 48 đến 52 cân nhá. 250, mã số là 394. 250 mã là 394. Vâng. 776 chị Đỗ Thị Minh. Mắc đánh size M cho em nhá, form nó vậy đấy ạ. Xin bảo nhá. Xinh quá nhỉ. Đáng trùng bông này. Em này các chị 50 55 cân ạ. Kẻ mới cứng. Mới mong tin ạ. 50 55 cân nhá. 250, mã số em này là 861. 394 chị Cỏ May. Size S này, đẹp luôn. 45 đến 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Kẻ đẹp lắm. 250, mã số là 711. 250 mã là 711 cho em. Em này của em nhẹ nhàng vừa phải, không dày này. Mặc mùa thu đẹp nhá mọi người nhá. Kiểu jacket ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 45 đến 52 cân nhá. 200 ạ, mã là 995. 200k mã là 995 cho em nhá. 711 cho chị Mai Huyền. Size M cho em ạ, tay phối. Em này các chị có cân nặng tầm từ 48 đến 53 cân nhá. Em này 250, mã số là 860. Ôi dạ này. Mác của nó đây nhá. Hàng thiết kế của nó bao giờ nó cũng khác luôn ấy. Mác đánh size S cho em, chất dạng của nó cũng đỉnh luôn. Size S nhá, bà nào được con này á, đảm bảo mọi người à. Tiền củ, tiền củ. 45 đến 50 cân nhá. 250 này, mã là 811 này, chất dạng của nó đây này. 250 mã là 811 cho em nhé mọi nhá. Lông thỏ nhé mọi nhá. Nhìn rõ. Cổ trắng nhá. 40 đến 50 cân thôi, size S này. 40 50 cân nhá. Em này 250 mã là 897. Ui đẹp chưa? 811 cho chị Lê Thúy. Em này chắc các chị size to rồi, xinh lắm. Cái dạng của nó là dạng răng sói ấy. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 62 cân, siêu đẹp luôn. 57 đến 62 cân. 97 cho chị Phương Lê. Dưới 62 cân nhá. 250 mã là 887. Em này là một em hàng hãng nhá, size của nó size 38. Dáng khoác nhẹ mùa thu. Em lấy mọi người 200 nhá. Bấm này. Em này ạ, các chị 53 57 cân ạ, 200 nghìn nhá. 53 57 cân ạ, 200 nhá. Mã là 809 này. Một màu thì chắc chỉ còn con này thôi. Xem tu. Mark lấy free size cho em ạ. Em này các chị 50 60 cân nhá mọi nhá. Con này đẹp nhất là các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân, size L cho em ạ. Em này 220, mã là 760. 220, mã là 760 cho em. Răng sói, răng sói nhá. Em này ạ, 48 đến 55 cân nhá, size M cho em. 48 đến 55 cân ạ, 250 ạ, mã là 918. 250, mã là 918 cho em này. Ôi các bạn size M 760 cho chị Lê Phương Thanh. Size M nhé.
48 đến 55 cân nhá. 250 mã là 788. 250 mã là 788 cho em này. Tiếp nhá. Em này unisex ạ. Free size. Em này các chị có cân nặng dưới 65 cân nhá. 55 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. 250 mã là 718. 788 cho chị Vân Trương. 250 là 718 cho em này. Size M siêu đẹp nhá mọi người, size M, size M. Chị ơi con rồi thì không xem lại đâu ạ. À. Em này các chị có cân nặng size tầm 50 55 cân nhá. Mức giá của em này là 250 mã là 791 này. 250 mã là 791 cho em này. Là mềm ơi là mềm. Em này ạ, à, các chị có cân nặng size tầm từ 50-55 cân thôi. 50-55 cân nhá. 250 ạ, à, mã là 732. 250 mã là 732 chứ. Em này nhá. Trời ơi, có đai đi kèm luôn này. Một cái chất đẹp mê ly. Size M cho em. Hàng thiết kế của nó đấy ạ. Size M, hãng đầy đủ. Cái này các chị có cân nặng, nếu mà em để tư vấn mọi người 47-52 cân là rất đẹp. 791 cho chị Kim Anh Võ. Cái này nhé mọi người thắt thôi không tìm mọi người. Dưới 52 cân nhá, chất đẹp lắm. 250 mã là 787. 250 mã 787 cho em này. Em này thì chất hẳn luôn nhá. Phong chất luôn nhá. Hàng thiết kế nhá. Có đai đi kèm. Siêu chất nha mọi nha. Em này ạ, à, SML ok, free size nhá. SML đều xinh nhá mọi nhá. Đai tay cái này em đầy đủ luôn ạ. 250 trong trần này. Mã là 794. Đây ạ, à, em này là một em có đầy đủ dây mát cổ mát kia. Size S. Hồng nào nhỉ? À hồng đây ạ. À? Ừ, hồng còn sau đúng không? 45-52 cân, dưới 52 cân nhá. 250 mã là 771. 250 mã là 771 cho em này. Áo hồng này đúng không? Con này còn nạc luôn này. Em này ạ, à, các chị có cân nặng size tầm 45-52-53 cân nhá. Dưới 53 cân ạ. 220 mã là 827. Hồng nào nữa? Bảy bảy một cho chị em ban dịu này. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57-65 cân nhá. XL dưới 65 cân nhá. 250 mã số là 889. 250 mã là 889 cho em này. Em này các chị có cân nặng size tầm 50-60 cân. Dưới 60 cân nhá. Chất dạ vét của nó cứ phối kẻ màu ấy, rất đẹp luôn. Em này 250 mã là 933. 889 cho chị Bin Bin. Form cứng cáp rất là đẹp luôn. Em này ạ, à, chị nào có cân nặng size tầm từ 55-62 cân nhá. 250 mã số em này là 220 đi, mã là 967. 220 mã là 967 cho em này. Mác đánh size S cho em nhé. Đẹp lắm. 40-48 cân nhé mọi người nhé. Ra mác đầy đủ luôn. 40-48 cân nhé. Em này ạ, à, 250 mã là 951. Đẹp, 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 đẹp. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55-62 cân nhé mọi người ơi. 55-62 cân nhé. 220 mã là 710. Ôi này. Cái dạ này mọi người không lên thì không biết lên cái gì luôn á. Em này là không biết là nam hay của nữ thôi, mà đẹp dã man luôn. Răng sói á, cái màu răng sói của nó đẹp lắm. Em này các bạn 50-60 cân hãy tin em. Chất đẹp khủng khiếp luôn. Form đẹp lắm. 50-60 cân nhá.
250, mã là 742. 951 cho chị Hầu Lê. Size 36 hàng Italy. Size S 40 48 cân mọi người nhá. 40 cho đến 48 cân. Em này 40 45 cân rồi. 45 cân quay đầu nhá. Đẹp lắm nhưng nhỏ. Dưới 45 cân nhá. Em này em lấy mọi người 108 ạ, mã 591 ạ. Nhỏ. Chất là đẹp. 108 mã số là 591 cho em. Đây này, kẻ đẹp nhá. Trong trần hết này. 710 cho chị Hương Đỗ. Em này ạ, à, 47 đến 52 cân. Dưới 52 cân nhá. 200 dưới, mã là 790. Ôi mẹ ơi, mắc đánh size S này. Thì con dạ này toan giống kiểu dạ, chất dạ của nó như bọn Nhật thôi. Rất là đẹp luôn. Mắc đánh size S cho em nhá. Ừ, không ép đâu mọi người ạ. Mắc đánh size S nhưng mà Việt Nam mình à, các chị phải có cân nặng 55-60 cân. Size L ở Việt Nam mình cho em. Em này mức giá của nó là 250, mã là 931. 250, mã là 931 cho em. Em này các chị có cân nặng ML 50-60 cân nhá. Người thích thì sắm tay được đấy ạ. Thùy Linh Trương. Em này mức giá của nó là 220, mã là 730. Size S cho mọi người nhé, trong trần hết này. S. Ô, con này giống con kia như chị S cho mọi người ạ. Con kia là ML nhé. Em này 50 cân quay đầu mặc đẹp nhé. Hai. Con đấy chị đoán bao nhiêu nhỉ? Đây 220 này, mã là 850 này. Con này size S nhá. Những cái màu dạ này mọi người ơi. Đẹp mê mẩn luôn ý. Cái này mà có chân váy dạ phối vào này. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân ạ, 250, mã là 848. Size M kẻ tối màu chứ mọi nha. Dòng kẻ tối màu từ nãy giờ rất ít. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 55 cân này. Kẻ tối màu nhá. 48 đến 55 cân ạ. 250, mã số em này là 234 ạ. Chất siêu đẹp nhá. 250 mã là 234 cho em. Em này có mã mát đã đánh là size XL luôn này. 848 cho chị Kim Anh Ngô. Em này 60-65 cân nhá. Em này 250, mã số là 911. 234 cho chị Phạm Gái. À, em sẽ lên dần dần. Em này bố em vét này. Hàng này cứ như là hàng nhập ý, size M cho em nhé mọi nhé. Kiểu không. Em này các chị có cân nặng, nếu như theo em là các chị có cân nặng tầm 55-60 cân là đẹp. Răng xoáy nhá. Cái chất dạ của đẹp lắm này. Dạ đấy ạ. 55-60 cân nhá. Em này 250. 1 cho chị mã số 55. 250 mã số 55 này. Đẹp chưa? Dày dặn lắm, mắt đánh size M cho em nhé. Size M như kiểu hàng Hàn ấy. 48 đến 55 cân mọi người nhá. 48 đến 55 cân ạ. 250 mã. Mã số là 419. 250 mã là 419 cho em. Đây ạ, một em kẻ nhỏ nhá mọi người, trong trần hết này. Mắt đánh là size S cho em. Em này các chị có cân nặng 47-50 cân ạ. Siêu đẹp luôn. 47-50 cân nhá. Dạ kẻ nhỏ tăm. Em này 250, mã là 532. Vinh Trinh. Chị Công Ngon Vinh Trinh cách mấy mắc đầy đủ không tin ạ? 532. Em này là một em size XL nhá. Nó độc lạ ở chỗ là tay của nó là tay và túi của nó phối len. Còn thân của nó phối kiểu phối dạ nhá. Em này 60-65 cân ạ. Đẹp lắm. 60-65 cân nhá. 250, mã số em này là 846 này. Em có con ra gọi lúc nãy là mã 55 chị ơi. Em này
em mắc đánh sai mờ nhá. Mẫu có ghi mà đấy rồi đấy chị ơi. Cao 1m65 lọng nè. 58 cân. Úi giời. Đúng à? Cập nhật luôn. Em này ạ, 50 55 cân nhá. Em này em lấy một người 200 này. Chưa cắt xiết bên này luôn ạ. Mã là 743. Chồng mình thật là hiểu mình quá đi. Kẻ này. Sao 755 rồi? Em sắp 755 rồi mọi người, cứ từ bây giờ tặng 9. Đấy em sẽ 755. 55 đến 60 cân nhá các chị ơi. Đẹp quá này. 55 đến 60 cân nhá. Em này mức giá của nó là 250, mã là 802. Sai mò này mọi người ơi. Toàn con kẻ đẹp thôi mọi người ạ. Em này ạ, 48 đến 53 cân. Dưới 53 cân nhá. 250, mã là 961. Đây này, kẻ đẹp quá này. Tăng mát đầy đủ nhất, trần đẹp. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 65 cân ạ, đẹp lắm. 82 cho chị Anion. 57 đến 65 cân nhá. 250, mã là 113. Hay cho em đọc mã. Mã là 82 mà. Size M này. Kẻ nhỏ tăm đẹp. Em này á. Em này lấy bộ cái 200 nhá. Size 48 52 cân, cái tay của nó như này nhá. 48 đến 52 cân ạ. 200.000, mã là 928. 928 cho em nhé. 113 cho chị Phạm Yên. Viết này chỉ đánh S thôi ạ. Em lấy một người 200 nhé. 45 đến 52 cân, dưới 52 cân ạ. Em này mùa thu mặc siêu đẹp luôn. 200.000, mã là 891. Lẫn thì mặc nó con vét thu vào ạ. Yên tâm mọi người luôn là mặc lên chỉ có đỉnh thôi. Xa S nhá. 40 đến 40 48 cân nhé mọi người nhé. 40 48 cân nhé. 250, mã là 798. 250 mã 798 nha. Đi nhỉ, đúng rồi, tinh dồn cái lễ này cái đây chị. Chị đỡ thể. Ngoái. 891 cho chị Nhung Lê. Em này các chị có cân nặng tầm từ 60 65 cân nhá. Em này 200 ạ, mã là 834. 200.000 mã 834 đây này. Con kẻ này size L đẹp. Tuyệt vời. Size L cho em nhé. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân này. 55 đến 60 cân nhá. Em này 250, mã là 941. 250 mã 941. Có một con lông màu vàng nhá mọi người nhá. Em này ạ, à, nó là một em áo lông đấy ạ. Có lắc vàng cổ luôn này. Oversize. Con này giặt khô lên hỏng hết rồi. Em này ạ, à, ML đẹp. Ôi là đẹp luôn đấy. ML nhá, ống siêu ấm luôn. 250, mã là 968 ấy. Giày ấm lắm. Con tôi sắp một cổ nơi rồi. Em này một em vest của HM. Ủa đúng này, vừa vào từ HM xem. Xong. Size 32. 2XS à. Rất đẹp lắm. Này các bà lại ngay cả củ bạc luôn ạ. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 53 cân nhá. 968 cho chị Chu Anh Tiên. Em này mức giá của nó là 250, mã là 987. Mới sinh xong cái gì nữa. Con một tuổi mới. Cái này mùa thu mọi người mặc đẹp lắm đây này. To cũng rất là đẹp luôn. Cứng to. 200.000 nhá mọi người nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 48 đến 52 cân. 200.000, mã là 923. 987 cho chị Dương Hướng. Đây này các bà phải lâu lắm xem tôi đúng không. Em này các chị có cân nặng nhìn vậy thôi chỉ sai tầm 48 đến 53 cân thôi nhá. Em này 220, mã là 845. 220.000, mã là 845 cho em nhá. 220.000, mã 845. Tiếp theo em này size to nhá. Đẹp ạ.
Đây, để gần cho người xem, đây là cái dạng. Em lên lấy 200 nhé. Các chị size tầm vừa 62-66 cân, 200.000 thôi, size to này. Mã là 994. Em vét cùi đẹp quá này. Vét của Thu nhá, mắt đánh size 190 này. Chị Ngô Minh Phượng ơi, chị lên sau đây ạ. Em này ạ, các chị có cái đặng 65-70 cân rồi, size to nhá. 65-70 cân, dưới 70 cân ạ. Em lấy một người 200 thôi nhá, mã là 727. 200.000, mã là 727. Con mùa thu thì em sẽ bán chiên cho mọi người ha. Chất đẹp chưa? Chất dạ nhá mọi người nhá. Em này các chị 50-60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này ạ, 250, mã là 746. Dễ kia còn lại giống lúc. Vâng. 727 cho chị Ban Mai xanh. Bây giờ em vét dạ nhá. Rộng lắm. 994 cho chị Lê Huyền Thảo. Nam, chồng chị nào hoặc con trai các chị có cân nặng tầm từ 72-76 cân, dưới 76 cân của Nam nhá. Nam ạ, con trai 200.000, mã là 716. Nam 200.000, mã là 716 cho em nhá. Các bạn trai 746 cho chị Tạ Nguyệt. Các chị có cân nặng size tầm 60 cho đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân này, em này em lấy mọi người 250, mã là 958. 250, mã là 958 cho em này. Con này là lầy tuyết lên nhá. Đó là vét tuyết ạ. Chất liệu của nó là dạ tuyết. Em này ạ, chị nào có cân nặng size 60-70 cân chưa cắt xiết luôn. Tuyết ạ, 60-70 cân nhá. Em này 250, mã là 854. 250, mã là 854 cho em. Em này là mùa thu nhá mọi nhá. Mùa thu là mặc đẹp luôn. Tầm tới là đẹp này. Em này các chị có cân nặng tầm 55-60 cân nhá. Thu này em lấy một người 200. 55-60 cân ạ, 200.000. Mã số là 957, 200.000 thôi, mã 957 nhá. Mùa thu. Mọi người tranh thủ lên mùa thu không còn. Ôi này, lóp lông nhá mọi người ơi. Lóp lông. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 50-60 cân này. Cái chất dạ tuyệt vời luôn ý. 50-60 cân, dưới 60 cân nhá. 250, mã là 527. Vét dạ nhá mọi người. Em này ạ, chị nào cân nặng tầm từ 50-60 cân, dưới 60 cân nhá. 202 cho chị Vân Trần. 202, mã là 396. 220, mã là 396 cho em. Vét này size S nhá. 527 cho chị Lan Nguyễn. Size S nhá. 45 đến maximum 52 cân. 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 523. Em này ạ, mùa thu nhá. Em này các chị 60-65 cân ạ. Mùa thu lấy 200.000, mã là 997. Mùa thu 200k, mã là 997 em. 396 cho chị Nguyễn Minh Phương. Dạ. Em này to lắm. 523 cho chị Bảy Đinh. 65-70 cân nhá, phải dưới 70 cân ạ. À. Em này lấy 200.000 ạ, à, mã là 764. 200k, mã số là 764 cho em nhá. Em này ạ, à, chị nào có cân nặng size tầm từ 50-55 cân nhá. 200.000 mùa thu nhá, mã là 803. Mùa thu 200.000, mã là 803 cho em. Ôi, con vét thu đẹp quá. Nó mặt dạ nhưng mà vét không mỏng nữa. Hàng thiết kế của nó size S nhá. 997 cho chị Minh Châu. 47, maximum 52 cân. Có
cho xem hàng. Gói cho xem hàng chị ơi. Dưới 52 cân nhá. Em cho cái bolivop này. Em này là 220, má là 729. 220 là 7. Đây không biết gì. Em này 55 đến 60 cân nhá mọi nhá. Em này 55 đến 60 cân em lấy 200 nghìn một thu nhá. Má là 880 kẻ nhỏ này. 200 nghìn má là 880. Em này size số 1 Mekoya 729 cho chị Thu Loan. Chất dạ nữa các bạn nhá, chất dạ này. Em này các chị 55 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 220, mã số em này là 880 này. 880 cho lên nhanh đấy. Em này ạ, à, 60-65 cân nhá, dạ anh dạ tít ạ. 60-65 cân nhá. Chị Cát Trần chuyển khoản tiền à, chuyển khoản tiền 220, mã là 976. Chị Cát Trần chuyển khoản cho tiếp ạ. Ui các bạn ơi, size M siêu đẹp. 880 cho chị Hải Yến. Size M siêu đẹp ạ, à. Em này 50-55-57 cân, dưới 57 cân nhá. 250, mã là 953. Ép 40 50 cân nhá. Em này 200 nghìn, mã là 842. 200 mã là 842 xem. Đấy rồi. 591. Không có rồi. 3 mã vẫn rất là 953. Em này ạ, à, 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 202 mã là 777 này. 227 này. 812 cho chị Vì Thị Ninh. Chị Vì Thị Ninh hay mới đông 953 cho chị Kiều Linh. Biết mùa thu nhá mọi nhá. Em này ạ, à, 50 đến 50 đến 60 cân nhá. 200 nghìn mã là 744, biết mùa thu nhá. 200 nghìn mã là 744 cho em này. Em này các chị có cân nặng size tầm dừa 55 đến 62 cân ạ. Cũng mùa thu nhá. 200 nghìn má là 324. Mùa đông đẹp quá. Mùa đông đến rồi, size M. Con này eo ớt đàng hoàng luôn nhá. Em này ạ, 48 đến 55 cân. 55 cân quay đầu còn đẹp nhá. 250 nhá mùa đông ạ. Má là 901. Chị 744 cho chị. Cái mã đấy em chốt rồi ạ. Chị Lê Nguyên Thảo thấy mới bóc đầy đủ địa chỉ cho tiếp ạ. Em này ạ, các chị có cân nặng 55 đến 60 cân mùa thu đẹp chưa này. Em này 200 nghìn, mã là 799. Chị Linh một cho chị Hà Huyền. Đẹp chưa, em này của Kip nhá mọi nhá. Chị con, có đai nhá. Bé chị nào có cân nặng size tầm từ 35 đến 40 cân các con nhá. Em này em lấy mọi người có đai luôn ạ. Em lấy mọi người cũng giảm 150, má là 814. 150, má là 814 đây. 799 cho chị Toàn Lê. Vét mùa thu nhá mọi nha. Em lấy 200 nhá mọi nha. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 60-65 cân vét thu nhá. Chị Toàn Lê cho chắc thì nhá. 814 cho chị Ba Phiền. 200 nghìn má là 463. 200k và 463 cho em ạ. Ui, vết đẹp quá. Size S rồi, size S nhá. 45 đến 50 cân nhá. Đẹp chưa? Dưới 50 cân nhá. Em này 220, mã là 779. Áo đỏ size to lắm chị ạ. Áo đỏ size to. Đấy được chưa? Size nào? Bốn mươi lăm đến 50 cân nhá. Size S, size S nhá. Em này 220 đẹp quá. Mã số là 801. 220 mã 801. 463 cho chị Loan Nguyễn Thị. Mùa đông, biết mùa đông đấy mọi người ạ. Chị Loan Nguyễn Thị thay mới bóc đầy đủ thông tin ạ. 779 cho chị Trần Tuyết Tuyết. 45 đến 50 cân. Không, 40, 48 cân nhỏ. Dưới 48 cân nhá. Em này 220, mã là 761. Trần Tuyết Tuyết đi bông thịt. Các bà size M đừng bỏ qua em này nhá.
Size M này. 801 cho chị Nguyễn Tâm. Em này à, các chị có cân nặng 50. Ủi, con này các chị có cân nặng phải tầm dành cho các chị có cân nặng size tầm từ 55 cho đến 60 cân, phải size L đấy. Em này có giá của nó là 202, bán là 72, chất đẹp lắm. 202 bán là 702 nha em này. Kẻ xanh nhá, cái kẻ này đỉnh luôn. Size L cho em ạ. Em này các chị, cái này phải XL nhá. 60, 65 cân hoặc là chị nào thích form rộng cứ lấy á. Em này mức giá, em lấy mọi người 200. Thông tin chưa? Má là 780. Ui nè, đẹp thần thánh như vậy. Màu kẻ đẹp như vậy. Trần đẹp như này. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 48 đến 58 cân luôn. 250 nhá, má là 783. 250 má là 783, con đỏ này size L cơ chị ạ. 81 gì đó. Mắt đánh xa S. Em này các chị có cân nặng tầm từ 53-60 cân, dưới 60 cân nhá. Em này ạ, 220, mã là 963. 220, mã là 963. 783 cho chị Hường Trần. Size M siêu đẹp luôn. Size M nhá mọi nhá. Em này 48 đến 55 cân, chất đẹp lắm. Em này 250, mã là 768. Chất cực kỳ đẹp. Ui này, chân này. Không có gì để phải bàn về chỗ này hết. Em này các chị có cân nặng 50-60 cân nhá. Dưới 60 cân nhá. Chất đẹp chưa? 250, mã là 835. 768 cho chị Phạm Gái. Đang luôn dần đấy. Em này ạ, 50 đến 60 cân, dưới 60 cân nhá. 250 ạ, chất đẹp lắm. Mã số là 948. Em này là mùa thu nhá, nhưng mà chất đẹp lắm. Em này chắc là nam hay sao? Em này là nam ạ. Làm gì? Các chị 60-65 cân nhé. 60-65 cân nhé. Em này 220, má là 847. Ôi mát đánh size L siêu đẹp này. Em này các chị có cân nặng size 768 lên chốt rồi ạ. 55-60 cân nhé. 250, má là 807. 207, má 87. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 đến 57 cân nhá. Dưới 57 cân này, 220, má là 838. Kẻ đẹp chưa? Size L. Em này các chị 55 đến 62 cân nhá. 62 cân quay đầu mặc đẹp này. Em này mức giá của nó là 250, má là 924. 807 cho chị Tạ Nguyệt. Em này unisex nhá, phi size. Đẹp vừa nhất là các chị có cân nặng size tầm 60-65 cân. Còn các chị nào thích là form rộng như lấy nhá. Mức giá của em này là 220, má là 728 này. 838 cho chị Anh Linh. Đang nào dồn cho chị vào để chị like cho chị. Dồn hết. Ôi xinh quá. Em này ạ, S, M, L đều ok luôn ạ. Em này từ 45 đến 57 cân, dưới 58 cân ạ. 250 nhá, cổ lông mượt luôn. Mã là 361. 361 cho em nhá. Chất siêu đẹp. Lớp em dạ dài nè. Đây mặt dạ nó như này nhé mọi nhá. Nó phải đi xu đầu kiểu nó thế đấy. Kiểu nó vậy đấy. Đẹp. Có 50 là sao? Em này ạ, 55 đến 60 cân nhá. Em này 200.000, má là 706 này. Mặt dạ nó vậy đấy.
957 cho chị Vân Hà. Em này ạ, chị nào có cân nặng sai tầm từ 60 65 cân nhá. Em này mức giá của nó là 220, mã số là 983. Đây này các bạn ơi, size S siêu đẹp nhá. S này. Đây nhá mọi nhá. Em này chắc là siêu size. Em này ạ, à, SM cho em ạ, à, 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu mà mềm nhá. 220, mã là 954, chất đẹp lắm. Đây nữa này, form đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Rồi các chị chỉ dưới 52 cân là đẹp thôi mọi người ơi. 45 đến 52 cân nhá. 250, mã là 756 á. Giờ này còn đẹp luôn á. Đây này, những con dạ như này các bà ơi, đừng bỏ qua. Trời ơi, đẹp thần thánh như này các bà mua dùm hai củ luôn. Size M cho em nhá. Em này các chị 50 đến 55 cân. Em cam kết mọi người là đẹp luôn. 250, mã là 796. 756 cho chị Kinh Neon. 256 cho em ạ. Đây này, những con kẻ độc như này không tội gì mà không mua. Trần hết trong giày ấm lắm. Em này các chị 50 đến 60 cân nhá. Màu đẹp nhỉ. 250, mã là 950. Được, kiểm tra hàng cho ghi nhận đi chị ơi. 250 mã 950 cho em ạ. Kỳ tính quá. Em đồng ý cho 954 cho chị Loan Võ. Đồng ý cho mọi kiểm tra hàng cho ghi nhận thoải mái. Em này 220 nè. 796 cho chị Dương Hướng. 200 đi, cho hết đi. Em này 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Đấy 200 thôi. Mã là 975 này, còn một con này. Trần hết. 200 nghìn 975 bán tặng luôn. Em giờ này đầu vụ này đã hết hàng rồi. Thế này thì trở đi 50 đến 60 cân. Dưới 60 cân nhá. 220, mã là 980. Ôi thật luôn đấy, đầu hết hàng. Chả làm được ấy. Con nào. Em này các chị có cân nặng tầm từ 45 đến 50 cân nhá. Em này em lấy một người 200.000, mã là 748 này. Đây 950 ạ. Đây là em cho mọi người xem bên trong nhá. Và đây là bên ngoài đây. Xem lại chị muốn xem như nào nữa. Mặc lên hay như nào. 50 đến 60 cân này. 50 60 cân này. Em này mức giá của nó là 250, mã là 950. Như này. ML. Cho em này. 748 cho chị Tuyết Mai. Chất dạ như kiểu dạ tuyệt luôn. Dạ tuyết nha. Dạ tuyệt. Nói nhiều vậy là. Ô, con đấy là của nam, ta đưa chị xem con của nam đấy. Đây. 950 cho chị Hạ ơi. Đây này. Nam nhá mọi người ơi. Đây. Ai vừa hỏi nam em có một con đây. 50 đến 60 cân nhá. Em này ạ, 250, mã là 820. Đây. Con nam này thì đẹp tuyệt vời chứ gì nữa. Nam. Đây chất dạng của nó đây nhá. Lên con đen đỏ trên xào đi chị. Đây. Ông nào 60 65 cân. Anh nào 60 65 cân mọi người mua cho chồng đi ạ. Đảm bảo mọi người là hàng xịn luôn nhá. Đang giá tiền triệu luôn ấy. Em này mức giá của nó là 250, mã là 931. Đẹp cực kỳ. Nên đỏ này hả? Đỏ này 40 đến 50 cân đó. 40 48 cân cho em.
40-48 cân nhá. Em này mức giá dưới 50 cân ạ. 220, mã là 925. 220, mã là 925 cho em này. Bắt nam đi mọi người, đi không cố đâu. Bắt lên nam. Mấy em nữa nhá, và có thịt cho con nữa rồi. Size M còn mạc này. Còn mạc nhá mọi nhá, chất dạ này. Em này ạ, 50-57 cân. Em này mức giá của nó là 220, mã là 922. Con nam này, bà là chồng 60-65 cân, cứ lấy đi đẹp. Đây nữa này. Cái dạ này, tội gì không lấy. Giá gọi là ngã cây luôn á. Em này 48-55 cân ạ. 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 250, mã là 826. Chất đẹp lắm. 250, mã là 826 cho em. 922 cho chị Nguyễn Hồng Hoa. Ôi con bé thu này đẹp quá. Chị lên em xem dáng dài với ạ. Không có trắng dài trong ngày hôm nay đâu. Size S, M thôi. Ui, vét mùa thu nhá. Em này ạ, 47-52 cân ạ. Em lấy 200 nghìn thôi, vét thu nhá. Mã là 909 ạ. Để nói luôn cho mọi người hiểu không? Mọi người cứ chờ đây. Vét màu đen cho làm gì hơi khó đấy chị ơi. 909 cho chị Tuyết Nhung. Em này các chị có cân nặng tầm 50-60 cân nhá. 200.000, mã là 840. 200.000, mã 840. Sợ không có đâu. Ừ, cho đẹp quá này. Vét dạ mùa đông nhé, bán 200.000 nốt này. Em này ạ, các chị có cân nặng size tầm từ 55-60 cân nhá. 200 ạ, mã là 868. Lên nam sang tuần đấy chị nhá. 826 cho chị Thanh Nguyễn. Vét mùa thu đây mọi người ơi. Có đai đi kèm nhé mọi người nhá. Chất đẹp này. Lên con caro kẹp 28 bên phải đi chị. Đây à. Đó. Ai phối lông thật đấy. Em này các chị có cân nặng size tầm 50-55 cân thôi ạ. 200.000 nhá, mã là 792. Em này size S rồi. 868 cho chị Mila. Viền của nó phối lông thật nhá mọi người nhá. S cho mọi người nhá. Dạ của nó dạ kiểu xin. Size S rồi này. 50 cân quay đầu. 40-50 cân nhá. 250, mã 862, 250 size M nhá. Dạ kiểu như là dạ lông ấy mọi người. Ấm đấy, dày ấm ạ. Em này size 48-55 cân nhá. 48-55 cân này. 220, mã là 959. Em này là vét 862 cho chị Ngô Minh Phượng. Mùa thu. Em này các chị có cân nặng 55-60 cân nhá. Em này 200.000 vét thu nhá, mã là 737. 200k mã là 737 cho em nhá. Đẹp chưa, đẹp chưa. 959 cho chị Nguyễn Thanh Hiền. Ừ. Con này là size big size rồi. Em này các chị có cân nặng 65 cân trở lên nhá. Trên 65 cân mới mặc được ạ. Em lấy 200.000, nó là big size nhá. 200.000 mã là 882, có chị nào size vừa thì lấy. Size S nhá mọi người ơi, S S. 50 cân quay đầu mặc này. Đây chút rồi ạ. 45-50 cân nhá, dưới 50 cân này. Em này 220, mã là 940. Đẹp chưa? Em này ạ, phi size SML nhé mọi người ơi. À, con này phải ML cho em ạ. M và L mặc đẹp nhá. 200.000, mã số là 942. 200.000, mã 942. Đây, 940 cho chị Tô Lan. Mùa thu rất đẹp mọi người. Mùa thu 48-55 cân. Dưới 55 cân nhá. 200.000, mã là 876. 200k mã là 876 thế ạ.
942 cho chị ngồi vào đây. Size S cho mọi người nhá. Chất của nó là dạ lông dày luôn. Bên lông trắng bên này đi. Ok. Em này ạ, 47 đến 52 cân nhá. Em này ạ, 220. Ngồi bên này bóc đi chị. Má là 873. 876 cho chị Linh Ngọc Nguyễn. Lông trắng đây mọi người ơi. Được kiểm tra hàng cho ghi nhận đấy chị ơi. Lông xịn luôn nhá. Em này các chị có cân nặng có kéo khóa nhá mọi nhá. Em này ạ, 48 đến 55 cân nhá. Em này 220, mã là 920. Em này ạ, chị các chị có cân nặng 45 đến 52 cân nhá. 220, mã là 915 này. Tay phối cổ lông. Phối lông kiều 915 em. Em dã lông nhá mọi người ơi, size L cho em này. Lông dã lông, size L cho em nhé. Em này 55 đến 60 cân nhá. 55 đến 60 cân, dưới 60 cân ạ. 220, mã là 812. 220, mã 812 cho em. Màu vàng này đẹp quá, chất dạ kiểu như dạ tuyết cho mọi người ơi. 915 cho chị Quỳnh Hương. Trong trần này. Size M nhá. Em này ML 50 đến 60 cân. 250 cho chị Nguyễn Phương. 250, mã là 707 này. Màu đen. 250, mã là 707 cho em. Hôm nay màu mới đẹp, chất mới đẹp chứ. Mê luôn á. 62 cân nữa đi em. Ok đấy em. Con này chất đẹp lắm. Size này các chị 48 đến 55 cân nhá. 707 cho chị Lan Nguyễn. 250, mã là 912. Chất đẹp cực. 250, mã là 912. Đây này. Con con đẹp mà mắc đánh size M nhé mọi người. Không thấy con này tiếc dụng người luôn. Size M cho em nhá. Ồ, xin lỗi mọi người nhá. Em này Nam 912 cho chị Nguyễn Hồng à. Chồng chị áo cân nặng tầm từ 64 cho đến 67 cân. 64 68 cân của Nam nhá. Nam 64 68 cân. Không, Nam cái này chỉ tầm 64 66 cân thôi ạ. Em này mức giá của Nam. Em này 220 nhá, dưới 66 cân. Hoa chuyển khoản Nam mã là 837. 837 cho em này. Dưới Nguyễn Hồng Hoa. S mọi người nhá. 40 50 cân ạ. Dưới 50 cân nhá. 200.000, mã là 945. Size M nhá mọi người ơi. Đẹp quá. Nhá được rồi. Em này lấy 200 nhá mọi người nhá. Tay của nó là xẻ này kiểu đấy ạ. 47 đến 52 cân ạ, 200.000, mã là 867. 200k mã 867 nha. Cái kẻ này đẹp quá. Kẻ siêu đẹp ấy. Em này ạ, à, nữ có cân nặng size dưới 65 cân này. Màu đẹp chưa? 65 cân quay đầu nhá. 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này ạ, à, em lấy một cái 220. Cơ hội cuối à. Mã là 932, 220. Chất đẹp lắm. 220 mã 932 cho em này. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 48 đến 55 cân nhá. Chất đẹp. 250 mã là 758. 250 mã 758 cho em này. 945 cho chị Nhung Giao. Em này Hồng Hoa chuyển khoản cho tiếp chị ơi. 50 đến 60 cân nhá, dưới 60 cân ạ. 200.000 mã là 325. 325 200. 758 cho chị mùa xa nhau. Em này ạ, chị nào cân nặng size tầm 50 55 cân thôi ạ. Em này em lấy mọi người 200 nhá, mã là 723. 200k mã là 723. 200. Đây, em này nước 200 cho mọi người nhé. Thôi rồi em ạ. Chị mệt rồi. Em này ạ, 50-60 cân.
Em này là dân chơi nhá mọi nha. Rồi, em này ạ. À, em này các chị có cân nặng nam ấy. Con này của nữ nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm 55 đến 60 cân nhá. Em lấy 200 nghìn, mã là 892. 200k mã 892. Ôi, răng sói ấy. Cơ hội cuối cùng không hết này. Mấy em răng sói ri nhất. Em này ạ, à, đây các chị ơi, 57 đến 65 cân ạ, à, một con duy nhất, siêu đẹp. 57 đến 65 cân, dưới 65 cân nhá. Em này ạ, à, 220, bán là 956 ạ, à, vừa bán vừa tặng rồi. 220. 45 đến 52 cân ạ, à, 52 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 200 nghìn, mã là 767. 567 xem. Mùa thu nhá, mùa thu, mùa thu. 956 cho chị Lan Nguyễn Thị. 55 đến 60 cân mùa thu nhá, em lấy một người 200 thôi ạ. À. Mã là 520. 767 chị Quỳnh Hương. 520 cho em này. Sắm tay được lên nhá, tay khối ra lộ. Em lấy 200 nhá mọi nhá. Em này ạ, à, chị nào cân nặng tầm 50-60 cân nhá, 200 nghìn, mã là 774. Ui, vét thu đẹp dã man. Con này của nam nhá. Không của nam đâu, của nữ đấy mọi người, không nam đâu nhá. Con này nữ chắc rồi. Em này các chị 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân ạ. À. Em lấy 200 nghìn, mã là 903. 200 nghìn thôi, mã là 903. 200k, mã là 903 thôi. Em này các chị 50 đến 60 cân nhá. 60 cân quay đầu mặc đẹp ạ, à, dưới 60 cân nhá. 200 nghìn, mã là 885. Con tuyết này, có chị ạ, à, thích con tuyết này không? Đây là một em hàng hãng rồi, trong trần rất là chắc rồi. Mác có đầy đủ đây rồi, mác đánh size S rồi. 903 cho chị Thùy Hà. Hàng hàng đấy mọi người, size S, size S. Sang chảnh, sang chảnh. 45 đến 50 cân nhá mọi nhá. Dưới 50 cân này, em lấy 220, mã là 724. 220.000 mã 724 nha em. Tít dày bịch luôn ạ. Có một con này nó là dạ dài nhá mọi nhá. Mác có đánh là size to hẳn luôn rồi chưa. Cái chất dạ của nó như vậy nhá mọi nhá. Chất dạ của nó như này này. Em này các chị có cân nặng tầm 65 đến 70 cân. 724 cho chị Ngô Minh Phượng. 200.000 mã là 996 ạ. Dưới 70 cân 200.000 mã 996 nhá. Dưới này đánh xong. Trong trần nhá mọi nha. Em này các chị có cân nặng 55 đến 60 cân nhá. 220 mã là 962. 220 mã là 962 cho em ạ. Ui. Đẹp luôn nhá bà ơi. Size S thôi. 45 đến 50 cân nhá mọi nhá. 50 cân quay đầu mặc đẹp cho em ạ. 220 mã số 82 size S nhá. 220 của 82 nha em này. Vét mùa thu nhá. Cái 962 cho chị mùa xa nhau. Đọc mùa xa nhau em bóc đầy đủ địa chỉ nó xuất tiếp. Đọc còn nhấn nháy cốm. Em này nhá, đi reset nhá bạn nhá. Đi reset mùa thu nhá bạn nhá. Các chị có cân nặng size dưới 65 cân ạ. 200.000 bán là 733. Hai cho chị Na Sen NH. Em này các chị 50 60 cân nhá. 200 nghìn mã là 877. 885 cho chị Nguyễn Thanh Hương.
em này size to nhé mọi nhé. Em này các chị có cân nặng size tầm từ 6 xem là Honey Pop này đúng thì là cho tiếp đi ạ. 63 68 cân, dưới 68 cân nhé. Con này size to. Em này 200 ạ, má là 955. Dừng nó xem nào. Vâng. Chị Nguyễn Thanh Hương hay mới lên băng tin đi ạ. Em này là mùa em còn lạc nhất. Chất không phải dày bịch đâu ạ. Nó dày ở mức vừa phải thôi. Nhưng mà cũng là hàng hãng xịn đấy. Có lông cừu nên là rất là mềm luôn. Phi sừng nhé mọi nhé. Em này các chị 60-65 cân nhé. Em này lấy 180 nhé. 180 955 cho chị Anh Ninh 180 mỏng vừa vải mà thu mà đẹp ạ. Mã 813. Con này chất đẹp quá. Size 185 này khác của nam à. Classic. Không phải nữa mọi người ạ. Tay này nam làm sao mà được. Em này ạ, 55-60 cân nhá. 200.000, mã là 878 này. 200k mã là 878. Tay lò này trời ơi. Size L nhá mọi nha. Em này các chị 55-60 cân nhá. 200.000, mã là 894. Đẹp chưa, đẹp chưa. Mùa thu nhưng mà này, hàng thiết kế của nó luôn đấy. Chất đẹp lắm. Em này không ghi size. Ôi S nha mọi người ạ. 45-50 cân là đẹp nhất rồi. Đẹp nhỉ. 45-50 cân nhá. 220, mã là 804. Dày bịch bịch luôn này. 894 cho chị Nguyễn Minh Đức. Em này ạ. Chị nào cân nặng size tầm từ 48-55 cân nhá. 220, mã là 163. Đủ gồng đấy nhưng mà đau vẫn hết bụng luôn ấy. Em này các chị 60-65 cân nhá. Dưới 65 cân chất dạ của dạ lông á. 220, mã là 831. Đây size L nhỏ ấy à. Mấy giờ anh? 55-60 cân nhá. 220, mã là 934. Rồi lại thêm một con nam nữa, siêu đẹp luôn này. Em này nam nữ đều ok nhá. Men que được đấy ạ. Nữ mà thích mặc men que. Ủa con này của nữ rồi. Nữ rồi chứ còn tay này không nam đâu. Em này các chị 60-65 cân là đẹp này. 60-65 cân nhá. Em này mức giá của 220, mã là 910. 934 cho chị Hà Vi. 220 mã 910 này. Cái này là nữ rồi, tay đấy không phải tay nam. Cái này là dạ lông tiếp này. Em này các chị có cân nặng 55-65 cân nhá. Em này mức giá của là 200 đi, mã là 851 rồi. Dạ. Em này ạ, 47 52 cân nhá. 200.000, mã là 927. 851 cho chị Phạm Yến. Cái dạng này rất là đẹp nhá. Nhưng mà sờ nó kiểu gai gai thì sao nhỉ. Phạm Yến nhưng mà Yến đâu. Phạm Yến. Đây. 927 cho chị Ngọc Châu. 55 cân nhá. 200.000, mã là 886 ấy. Chị Ngọc Châu hay mới vào đầy đủ thông tin rồi cho tiếp ạ. Ngọc Châu chuyển khoản tiền áo rồi chốt tiếp ạ. Dừng Ngọc Châu. Dạ lông màu vàng nhé. 40-50 cân thôi. 40-50 cân nhá. Em này mức giá của nó là 200, mã là 971. Cố lên. Cố lên nè. Ok.
Quét đẹp chưa? Một bạn thế nào? Không ngất rồi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 65 cân, 971 cân. 971 cho chị Lê Mai. Em này mức giá của nó là 220, mã là 958. 220, mã là 958 nha. Em này mùa thu nhá mọi người. Chị nào có cân nặng size tầm từ 55 đến 60 cân nhá. Tép tu nhưng mà dày như mùa đông vậy. Em này mức giá của nó là 200.000, mã là 957. Cần mẫu đọc to mã. Ok chị. Chị nào vừa cầm xem. Kẻ đây này. Kẻ này size L. Em này ạ, 57 đến 65 cân. Dưới 65 cân nhá. 200.000, mã là 924. Ôi cái bảo ơi, con này bảo lấy đi này. Dày nặng sướng cực kỳ luôn. Áo đen chị cho mặc không bán đâu ạ. Ui. Áo đen mẫu mặc hôm hôm kia vừa bán đầy. Em này, các chị có cân nặng 60 đến 65 cân nhá. Dưới 65 cân này. Em này mức giá của nó là 200.000, mã là 728. Chị nào tin em với con xanh màu này đẹp lắm. Đai này, tay phối này. 924. Chất đẹp. 924 cho chị Anh Linh. 48 đến 53 cân ạ. Mùi phóng ạ. 48 đến 52 cân nhá. Em này ạ, 220, chất cực đẹp luôn. Mã là 787. 787 cho em nhá. Em cũng mệt lắm rồi ạ. Mùi hồng đi. Em sắp lắp đến đây rồi ạ. Em này size 50 55 cân nhá. Đang trùng mốc. 50 chị ơi. 50 mới gói nhá. Ôi thích dạ dáng dài dày. 87 cho chị sắp nhỏ. Dạ dáng dài dày hay là mỏng vậy? À 25 thì một lớp vậy. 48 với 55 cân ạ. 220 này, má là 861 này. Đẹp chưa? Em này lấy 200 nhá. Nó vứt xong nó còn tay luôn thế. Bây giờ mỏi quá. 45 đến 52 cân nhá. Em này em lấy mọi người 200.000 thôi. Mã là 923. Con màu hồng kia đẹp. Con này vừa chị nào hỏi xem lại đúng không? Mã này xem màu như vậy xem lò nhá. Chất của nó đây này, chất nó là mặt dạ đấy ạ. Em này 55 đến 60 cân nhá. Không bán đâu ạ. 55 đến 60 cân nhá. 220 mã số 55 này. 220 mã số 55, anh tổng cái như bị chậm ấy. Thế thì mất vài giây. 923 cho chị Phúc Ân. Em này các chị có cân nặng tầm từ chị Phúc Ân đi bao nhiêu địa chỉ? 55 đến 62 cân nhá. 200.000 mã là 702. 200.000 mã 702. Đây, dạ đẹp quá này. Trần cắt kiểu cân là biểu luôn. Không how many anh ơi? 5 9 phút ạ. How many pieces? Cái này có vết bẩn ở đây này. Vết bẩn bé bé. Thôi, sale off nhá, 100.000. 55 đến 65 cân ạ. 100.000, mã là 983. How many piece cơ mà anh? 8 phút ạ. Không hiểu piece à? Đấy là mini. Rồi, 50 đến 60 cân này. Dưới 60 cân nhá. Em này ạ, 220, mã là 835. Chất đẹp lắm này. 220 mã 835. How many piece? Hương, how many pits? Size S cho mọi người nhá, 40-50 cân ạ, tay sắn nhá. Em lấy 200.000. 55 cho chị Trần Hiền. 200.000, mã số em này là 850. How many pits? Cười. Đau quá hết mọi người.
tối nay học ăn đồ sống rồi. 55 đến 60 cân nhá. 200.000, má là 933. Ăn hết bụng luôn. Bà nó cũng khuyên cho bà là ăn chín uống sôi nhá. Tôi thử đủ rồi. Em này các chị có cân nặng tầm từ 57 đến 62 cân nhá. 200.000, má là 847. Em này các chị có cân nặng tầm 50 đến 60 cân nhá. 200.000, má là 730. 933 cho chị Trần Huế. 200.000, má là 730 nha em này. Con này đẹp này, không ai chốt vậy. Con này này. Em này các chị size tầm 48 đến 55 cân nhá. 200.000, má là 961. Quay đầu mặc đẹp nhá. Thôi thì lấy 220 nhá. Đẹp quá, đẹp đẹp cả giá là không lấy thôi luôn. 220 và 361. Đây lốt con này nhá. Em dựng rời hết chân tay à. Răng sói dạ nhá. Dạ răng sói cho em. Mười sáu năm cân này, còn chất dạ răng sói nó đẹp như này, không thì không lấy ạ. 220 mã là 887. Cảm ơn mọi người đã xem like luôn. Em nghỉ nhá, hết thôi. Bà nào thích chân váy của em mà không em bán cho này. Em mặc một lần rồi nó cũ rồi, em không thích nữa. Chị nào cần chân váy của em mặc không? Chất cực kỳ đẹp nhá, không đẹp em không mặc đâu. Em này các chị vòng eo tầm từ 72 đến 74. Con tít óng ánh kia đi chị ạ. Bên này chị ạ. Đây ngay đầu tiên cái thứ ba. Lâu lâu ạ. Tít óng ánh kia đi chị. Làm gì con tít óng ánh nào. Không có tít óng ánh nào đâu nhá. Chị nào mua chân váy của em mặc không? Em bán cho. Gần con đỏ ý. Mắt tinh ấy nhỉ? Đây à? Ôi má ơi, mắt cú mắt cáo rồi chứ mày thấy rồi. Em này ạ. À, chưa cắt xếp luôn. Em này các chị có cân nặng 60 đến 60 60 66 cân ấy, 200.000, má là 854 nhá, size to đấy. Cho em con size S 46 cân á. Em có thích màu không? Em thích cái gì? Có mỗi con này size S này. Size S này. 40 50 cân á. Em có thích thì báo chị. 200.000 nhá, mã là 970. Áo kẻ 65 cân với ạ. Ôi giời ơi. Không muộn thế. Kẻ 65 cân hả? Con này đẹp quá này, bà nào size S đây đây, con này size S đẹp này. Đây, bà nào 46 cân nhá. Lên mấy con lông thỏ. Tôi hết lông thỏ. Đây. Cái bà 46 cân không lấy con này thì thôi luôn á, 40 46 cân. 40 50 cân được ấy. Em này 200.000 mã 977. Đây. Size S nữa đây. Mấy con S này các bạn không lấy thì săn làm gì. 45 đến 50 cân, dưới 50 cân nhá. Em này
220, mã là 532. Khoảng bao nhiêu nhỉ? 65 cân à? 65. Vâng ạ. 977 cho chị sóc nhỏ. 65 cân, mình thích con này không? Em đang 58 cân. Vâng. Đây 60-65 cân dạ lông đây ạ. 200.000, mã là 964. 977 em chốt rồi chị ơi. Em này ạ, 55-60 cân đây ạ. Em này mức giá 200.000 nhá, mã là 732. Bye.